Xin chào tất cả các em. 500 bạn xem lời nhạc nhanh quá. 500 bạn, các bạn có nghe rõ tiếng thầy nói không? Alo, xin chào tất cả các em. Nhanh quá nhỉ, hôm nay chúng ta sẽ chữa full cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 luôn các bạn nhé. Chuyên đề hàm số. Các bạn có nghe thấy tiếng rõ tiếng thầy nói không nhỉ? Bạn nào nghe rõ rồi thì các bạn có thể comment xuống dưới nhé. Chúng ta có thể là trao đổi một tí, sau đó thì sẽ bắt đầu học luôn nhé. Ok, chào bạn Thu Thủy nhá. Sao không nghe thấy gì nhỉ? Đấy, lúc nào mà vào sao hầu như cũng bị về vấn đề về âm thanh. Ok, 500 bạn rồi nhỉ. Có file PDF các bạn nhá, có file PDF có đáp án và lời giải chi tiết luôn. Nhưng mà thầy chỉ tặng cho những bạn nào share về trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 group học tập giúp thầy thôi nhá. Thì sau đó thì thầy sẽ gửi tặng các bạn, yên tâm. Bạn nào share thì chắc chắn sẽ có, chắc chắn có PDF nhá. Trong PDF thì đã phân dạng ra cho tất cả các em rồi. Đã phân dạng ra hết rồi nhá. Chúng ta đều có đáp án và lời giải chi tiết hết. Ok chưa? Các bạn đã nghe rõ tiếng thầy nói chưa? Nếu như mà nghe rõ rồi, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu học bài nhá. Bé quá thầy ơi à, sao bé được nhỉ? Các bạn kiểm tra lại xem là ok chưa? Đã nghe được rõ chưa? Ok, đấy. Thực ra thì máy thầy không biết là vì sao, nhưng mà bắt đầu vào livestream thì tầm khoảng mấy phút đầu thì tiếng rất là bé, nhưng mà sau đó lại trở lại với bình thường. Mắc volume. Đó, đúng rồi, chính xác rồi, đã mắc rồi, mắc volume rồi nhá. Âm lượng thầy ơi, âm lượng rồi, đầy đủ hết rồi nhỉ, 600 bạn rồi. Bạn nào đang xem livestream thì chúng ta chủ động share nhá. Hôm nay thì phân dạng đề thi nhá, đề bài. Đề bài ở đây thì nó chính là cái phần rất quan trọng. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đủ tầm khoảng 900 bạn sẽ bắt đầu nhá. 900 bạn. Đấy, thì sẽ bắt đầu. Các bạn share đi. 900 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đủ 900 bạn. Các bạn nào có nhìn thấy rõ không nhỉ? Chắc là thầy phải hạ xuống một tí nhá. Không biết là đã rõ chưa hay có bị mờ hay gì không. Nhưng mà có cảm giác rằng là đang hơi bị mờ. Đúng không nhỉ? Không biết là ánh đèn ở đây nó có bị lóa hay là có ảnh hưởng gì đến không. Hôm nay chính là buổi gần như là cuối cùng rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ ôn về hàm số rồi. Còn sang tuần tiếp theo và các buổi livestream tới thì bắt đầu chúng ta sẽ tập trung vào phần logo và phần hình học không gian được rồi nhá. Bắt đầu thầy sẽ ôn tập cho các bạn học thi học kỳ 1 rồi nhá. Các bạn share về đi. Chúng ta đang xem thì các bạn share về với thầy nhá. Share đi. Share về, có thể là share về trang cá nhân của các bạn này, được chưa? Trang cá nhân của các bạn hoặc là group học tập nhá, hoặc là group đều được hết, ok chưa? Các bạn share đi. Đủ 900 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Con số của chúng ta ngày hôm nay đó, thử thách các bạn một tí, đó chính là 900 bạn thì sẽ bắt đầu nhá. Đã. Ok chưa? Thầy sẽ sâu ra cho các bạn một chút về cái nội dung và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nhá. Hơi mờ thật thầy ơi, hơi mờ à? Hơi mờ thì thầy các bạn cũng phải chịu khó, bởi vì thầy đã để cái chế độ gọi là full HD rồi nhá. Đấy, bây giờ các bạn sẽ rồi thầy sẽ sâu ra cho các bạn tất cả các đề này, tất cả các đề luôn nhá. Đây chúng ta sẽ giải quyết tất cả các mã đề luôn. Lịch cụ thể không thầy ơi, ôi trời, làm gì có lịch cụ thể, nó chỉ có trong group VIP thôi nhá. Đấy, ok chưa? Bạn nào mà share rồi thì tí nữa sẽ có PDF cho các bạn đầy đủ hết. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả các mã đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vừa rồi nhá. Sẽ giải quyết hết tất cả luôn. Thầy sẽ show lại cho các bạn một tí. Và thầy thông báo lại cho các bạn một lần nữa, đó chính là những bạn nào mà đăng ký cái group VIP của thầy ấy, thì sẽ được tặng free cái khóa luyện đề trị giá 900k nhá. Khóa luyện 30 đề trị giá 900k. Và nhớ cho thầy rằng là sẽ có hạn là trong ngày mai thôi. Các bạn nhớ cho thầy nhá. Ok chưa? 800 bạn rồi nhá. Cố gắng lên, 900 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Bạn nào mà share vào 10 group học tập, 5 group học tập là được rồi, với cả là về trang cá nhân thì chúng ta sẽ được tặng file PDF. Ok chưa? Còn 100 bạn nữa chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhá. Ok, 800 rồi, 825 bạn rồi nhờ. Còn 100 bạn nữa chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Các bạn nhớ cho thầy một cái điều này, lưu ý này nhá. Đấy, bạn nào mà đăng ký này, các bạn thầy lưu ý cho các bạn một chút. Nhiều bạn bây giờ chưa biết cái thông tin cái khóa livestream VIP của thầy nhá. Thì thầy sẽ nói rõ cho các bạn luôn, đó là bạn nào mà đăng ký ấy nhá, đăng ký thầy viết tắt luôn nhá. Cái khóa học online, khóa online đây nhá, online. Online được chưa? Livestream VIP nhá. Trong khóa VIP của chúng ta thì các bạn được tặng
được tặng free này, các bạn nhớ này, được tặng free khóa luyện đề các bạn nhé, khóa luyện đề đấy, thì thầy nói luôn cho các bạn một chút thôi, khóa luyện đề trị giá là 900k cái khóa này nhá, 900k khóa này thì các bạn nhớ thầy rằng là chúng ta có tổng cộng là 30 đề trong này nhá, chúng ta sẽ có tổng cộng là 30 đề trong cái khóa này đấy. Và bạn nào đăng ký thì các bạn có thể chủ động inbox cho cô Ngọc Anh là trợ lý của thầy đang ở trên ấy, thầy đã tăng rồi nhá, 873 bạn đang xem rồi, ok, đủ 20 bạn là chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ok chưa, thầy nói sơ qua một tí nhá. Đấy, những cái bài nào dễ thì chúng ta sẽ cố gắng đi nhanh. Và hầu như là những bạn nào, tất cả các bạn đều học hết, không phải lo gì hết, không phải xoắn nhá. Chào team 2K1, ở đây chắc chắn là có rất nhiều anh chị 2K. Ôi giời ơi. Ok, 900 bạn chúng ta sẽ bắt đầu, được chưa, gần 900 bạn rồi nhỉ. Quảng cáo, ok, rồi. Gần 900 rồi, đủ 900 chúng ta sẽ bắt đầu nhá, ok. Nào, bắt đầu luôn nhá. Hôm nay cũng khá là nhiều chủ đề nhỉ. Đương nhiên là chúng ta đều đi theo từ trình tự là từ dễ đến khó rồi nhá. Yên tâm là các bạn đều có thể học được hết tất cả luôn, 100%. Được chưa? 900 bạn rồi, nhanh quá, mới có 3 phút mà chúng ta đã đủ rồi nhỉ. Câu số 1. Câu số 1 như sau, đây là chính là đề thi chính thức luôn các bạn nhá. Ở đây có các mã đề, ví dụ mã đề 105 này. Đấy, mã đề 101 này, 04 này, 03, 02, 01. Đấy, thì thầy đã tổng hợp lại đây rồi. Và cái đề thi hầu như là trong đề năm nào cũng sẽ có các câu về đồ thị của hàm số thôi. Điều đấy là điều chắc chắn nhá. Điều đó là điều chắc chắn. Thì các bạn chú ý này, bài này thì chúng ta sẽ làm nhanh cho thầy nhá. Thằng này thì người ta sẽ cho các bạn một cái đồ thị đúng không? Cái đồ thị, và sau đó thì người ta hỏi rằng là thằng nào nó chính là đồ thị của hàm số này, được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ quan sát là thằng này nó chắc chắn là hàm số bậc 3 đúng không? Và có nét cuối cùng như thế nào đây? Nét cuối cùng của nó là đi lên, đúng chưa? Vậy nét cuối cùng đi lên thì chúng ta phải hiểu rằng hệ số A của ta chắc chắn là phải dương, đúng chưa? Hệ số A chắc chắn phải dương, ok chưa? 1000 bạn đã xem rồi, nhanh quá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ loại đáp án thôi nhỉ? Đối với làm trắc nghiệm thì các bạn nhớ rằng là cái phương pháp loại trừ luôn luôn là phương pháp mạnh nhất. Đấy, được chưa? Vậy chúng ta loại thầy thằng này này, đấy, thằng này đúng không, và loại nút thằng này, vậy chỉ còn lại mỗi đáp án A, và còn lại mỗi đáp án A đúng không, đấy, vậy chắc chắn là chúng ta chỉ có xử lý trong vòng 5 giây thôi nhá, đấy, chỉ có xử lý đúng vòng trong vòng 5 giây thôi, ok chưa. Tiếp tục nhá, những câu nào dễ thì chúng ta đi nhanh, bắt đầu thì chúng ta chỉ khởi động cho thầy tầm khoảng từ 10 cho đến 15 câu thôi, sau đó chúng ta sẽ chữa full cái đề vận dụng và vận dụng cao nhá. Live stream về Loga nhiều tí đi thầy, ôi giời. Trong lớp VIP bây giờ đang học về Loga rồi mà. Ok chưa? Bạn nào share vào 5 group học tập và share về trang cá nhân ở chế độ công khai thì sau buổi live stream này thì thầy hứa sẽ gửi tặng cho các bạn file PDF đính kèm lời giải chi tiết của tất cả các chuyên đề có trong cái này luôn. Tất cả các chuyên đề nhá. Cực hay luôn nhá. Cực kỳ hay. Lưu ý luôn. Ok chưa? 1000 bạn rồi. Nhanh quá nhỉ? Nào tiếp tục câu số 2 là một cái câu cũng rất đơn giản đúng không nhỉ? Chúng ta làm nhanh là hệ số A này nó chắc chắn là gì? Nét cuối cùng đi xuống thì chứng tỏ hệ số A của nó là âm, đúng chưa? Và thằng này nó chính là hàm số bậc mấy nhỉ? Hàm số này là chắc chắn là hàm số bậc 3, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ chắc chắn là chọn thầy đó là đáp án D nhá. Thằng này hệ số A âm này, thằng này là hiển nhiên là chúng ta sẽ loại đi, bởi vì không có lý nào cái hàm số bậc 4 trừ phương nó lại có đồ thị như thế này hết. Được chưa? Đấy, đó là câu số 2 là đáp án D. Tương tự câu số 3 nào. Câu số 3 nhá. Đấy. Câu số 3 được chưa? Các bạn có đáp án thì các bạn comment xuống dưới luôn nhá. Comment xuống dưới các bạn sẽ tích cực comment luôn, bởi vì chúng ta học luôn nhá. Học đây là học thật luôn. Mà nói luôn cho nó vuông, đó chính là chả có đề nào nó thật sự mà nó gọi là thiết thực và chính xác giống như đề của bộ đâu. Và chúng ta ôn đề của bộ nó chính là tốt nhất. Các bạn xem rằng là bây giờ chúng ta đã học xong phần hàm số rồi thì các bạn lấy đề của năm 2018 ra thì các bạn làm xem được bao nhiêu câu, có những phần nào các bạn đang yếu thì các bạn biết ngay. Đấy, cho nó nhanh được chưa? Câu số 3 là một câu tương tự nhá. Thầy nó làm luôn, đây là chắc chắn là hệ số A của nó là âm rồi nhá. Hệ số A âm thì chúng ta sẽ biết thằng này nó là bậc 4 rồi đúng không? Vậy nó là đáp án D, được chưa? Thằng này là không bao giờ hàm số bậc 3 hết này. Đồ thị có chữ M hoặc là chữ V đúp thì chắc chắn rằng đó là đồ thị của hàm số bậc 3. Chuẩn chưa? Vậy đáp án 3 thì câu 3 thì chắc chắn nó là đáp án D, không lăn tăn nhiều nhá. Đấy. Tương tự câu số 4 và câu số 5. Câu số 4 thì cũng hoàn toàn tương tự nhá. Cái này thì nó bị mất một chút về cái phần đấy rồi nhá. Bị mất một chút về phần đồ thị rồi nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 5 luôn. Câu số 5 là câu mà người ta bảo là cho bảng biến thiên, đúng chưa nhỉ? Đấy, ok chưa?
Bạn nào share thì chắc chắn có PDF. Các bạn share vào về trang cá nhân nhưng mà ở chế độ công khai các bạn nhé, để cho mọi người cùng có thể vào học và share vào 5 group học tập. Các bạn nhớ cho thầy số lượng là 5 group học tập. Thì chúng ta sẽ được nhận file PDF kèm đáp án và có cả lời giải chi tiết luôn. Thầy hứa luôn, các bạn nhớ nhá. Ok. Bài này là người ta cho các bạn một bảng biến thiên đúng chưa? Lúc nãy thầy viết bút đỏ nhưng mà nó bị ăn sang bên này một tí, thành ra chúng ta hơi chịu khó nhìn nhá. Đây là chắc chắn là đồ thị hàm số 4 rồi đúng không? Khi người ta cho các bạn bảng biến thiên ấy, khi người ta cho các bạn bảng biến thiên thì chúng ta thấy rằng là cái khung sườn của bảng biến thiên nó cũng giống như kiểu là dạng đồ thị thôi nhá, không có cái vấn đề gì cả. Ok chưa? Hàm số đồng biến trên các khoảng nào dưới đây thì các bạn quan sát là thằng này nhỉ, nó đồng biến những khoảng từ âm vô cùng đến gì? Âm vô cùng đến -1 đúng chưa? Và gì nhỉ? Và 0 cho đến 1 đúng chưa? Là âm vô cùng đến -1 thì nó là đáp án nào các bạn nhỉ? Và 0 đến 1 thì chắc chắn này nó là đáp án gì đây? Đáp án D đúng chưa? Đấy, chúng ta phải nhìn rất nhanh cho thầy nhá. Ok chưa? Đó chính là câu số 5 nhá. Bây giờ tiếp tục, đó chính là chúng ta chuyển sang thầy câu số 6. Câu số 6. Được chưa? Đây là mã đề 104 nhá. Đã nói rất rõ rằng câu nào là thuộc mã đề nào. Đấy, chúng ta đã có rất rõ này. Thằng này chắc chắn đề 2018 rồi nhưng mà thằng này là mã đề 104. Ok chưa? Mã đề 104. Được chưa? Cũng là cho các bạn một bảng biến thiên thì chúng ta nhìn thấy rằng chắc chắn là thằng này nó là của cái hàm số gọi là hàm số bậc 3 đúng không? Thằng này nó gọi là hàm số bậc 3. Được chưa? Thì người ta hỏi là hàm số này đồng biến trên các khoảng nào dưới đây? Đấy, thì chúng ta nhìn thấy rằng cái cột của y phẩy này đúng không nhỉ? Cái cột của y phẩy này nó là dấu cộng thì chúng ta sẽ suy ra nó là đồng biến luôn đúng không? Tức là đồng biến khoảng duy nhất đó là từ -2 cho đến 3 đúng không? -2 cho đến 3 thì chắc chắn nó là đáp án B. Ok chưa? Được chưa? Lưu ý cho thầy nhá, những câu này là những câu mà thường thường người ta sẽ cho các bạn điểm thôi. Nó không có vấn đề gì hay gọi là khó khăn đối với những câu này. Mà nói cho nó vuông rằng là những bạn nào mà bài này mà không làm được thì chắc chắn những câu sau không làm được nhá. Những câu dễ mà các bạn đang cảm thấy rằng là khó nhằn như thế thì tí nữa gặp những câu mà nó hack não thì làm sao mà có thể chơi được. Được chưa? Ok chưa? Là câu số 6 nhá. Tương tự câu số 7 chúng ta cũng có thể đọc nhanh cho thầy nhá. Các bạn có đáp án thì các bạn comment luôn nhá. Câu số 7 thì chắc chắn đó là đáp án gì các bạn nhỉ? -1 cho đến 1 đúng không? -1 cho đến 1 thì nó là đồng nghịch biến, đồng biến là âm vô cùng đến -1 này, âm vô cùng đến -1 và 1 cho đến dương vô cùng đúng không? Chúng ta chỉ cần nhìn vào cái dấu cộng của nó thôi, chúng ta chỉ cần nhìn vào cái cột y phẩy thôi. Thằng nào dấu cộng thì đó có nghĩa là đồng biến. Đúng chưa? Thằng nào có dấu cộng thì chúng ta sẽ nghĩ là đồng biến. Vậy nó là đáp án nào đây các bạn nhỉ? Đó chính là gì? 1 đến dương vô cùng. À đây, 1 đến dương vô cùng nó là đáp án này đây. Được chưa? Ok chưa? 1 đến dương vô cùng là rất là đơn giản đúng chưa? Câu số 8 nào, câu số 8. Câu số 8 là một câu cũng nói về bảng biến thiên, tức là những dạng như thường thường trong các mã đề ấy, thì đề của nó sẽ khác nhau nhưng mà về dạng thì nó vẫn giống nhau. Nên chúng ta đã làm rồi thì các bạn yên tâm nhá. Đã làm được rồi thì chúng ta sẽ yên tâm. Câu số 8 thì nó là đáp án nào các bạn comment xuống dưới luôn nhá. Nghịch biến cái khoảng nào? Nghịch biến có nghĩa là chúng ta sẽ quan sát cho thầy dấu trừ đúng không các em nhỉ? Là âm vô cùng đến -1, âm vô cùng đến -1 và gì? Và 0 cho đến 1 đúng chưa? Vậy đáp án chính xác đó là đáp án gì? Đáp án A, 0 đến 1 đúng chưa? Ok chưa? Câu số 9. Số điểm cực trị của hàm số các bạn nhớ nhé. Để sau đó thì các bạn nhớ đề này. Để tí nữa thì thầy sẽ lật sang trang bên kia luôn nhé. Số điểm cực trị của cái đồ thị hàm số. Được chưa? Cái này chắc chắn là chúng ta nhìn vào đồ thị chúng ta biết là có mấy điểm cực trị đấy các bạn nhỉ? Đấy chắc chắn là có 3 điểm cực trị đúng không? Thằng này chúng ta nhìn mắt thường thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng 3 giây. Đấy, 3 giây là chúng ta sẽ suy ra được rằng đó là đáp án nào thôi nhá. Tiếp tục câu số 10. Câu số 10 là một cái câu mà đương nhiên là chúng ta biết luôn rồi nhá. Thằng này chắc chắn là đáp án D. Chuẩn chưa? 10 là D nhưng bởi vì sao thế? Bởi vì thực ra thì cái này nó không khó gì cả. AX mũ 4 cộng BX bình cộng C nhưng mà trong đó ABC thuộc R. Thuộc R mà có đồ thị như hình vẽ thì các bạn chỉ cần quan sát bằng mắt thường là chúng ta có thể là suy ra ngay nhá. Chúng ta chỉ cần quan sát mắt thường là chúng ta sẽ suy ra ngay. Ok chưa? Vậy câu 10 này chắc chắn là đáp án gì? Đáp án D. Đấy, được chưa? Tương tự câu số 11 này thì nó là đáp án gì các bạn nhỉ? Có mấy điểm cực trị đúng không? Người ta hỏi số lượng điểm cực trị cơ mà. Vì đa số các mã đề đều giống nhau về dạng nhưng mà khác nhau về câu hỏi và khác nhau về số liệu, đó là điều chắc chắn. Được chưa? Vậy câu số 11 này nó chắc chắn là đáp án gì nhỉ? Đáp án D đúng chưa? Có hai cực trị đây các bạn này, có một cực tiểu và một cực đại. Được chưa? Đấy, rất là đơn giản thôi nhỉ, không có vấn đề gì cả nhé. Câu số 12 cũng hoàn toàn tương tự như thế. Câu nào dễ thì chúng ta sẽ lướt qua nhanh. Câu nào dễ thì lướt qua nhanh để dành nhiều thời gian để chúng ta có thể chữa được những câu khó hơn nhé. Ok. Câu số 12 nào. 1.200 bạn đang xem rồi nhỉ.
Full D. Full D thì em được 8 điểm rồi. Úi giời, chưa chắc đâu. Câu số 12 là câu đáp án gì? Số điểm cực trị chắc chắn là hai rồi. Thằng này A đây này, đáp án A đây, đúng không? Là anh em đừng nôn nóng, đúng không nhỉ? Chính xác. Là chữa hết mà, yên tâm. Trong phần hàm số ngày hôm nay chúng ta sẽ chữa hết mà. Làm sao mà phải phải xoắn được chưa? Cái căn bản nhất là cái này là cái mà chúng ta không được đi thi, không được là để phí đâu nhá. Ok chưa? Đề dễ thế này cũng chữa. Úi giời ơi. Tí nữa thì đến mấy bài khó lòi mắt ra thì kêu đề sao mà khó thế. Chưa bao giờ có bạn nào mà dám kêu là đề năm 2018 là dễ hết. Chưa có bạn nào dám kêu như thế. Được chưa? Đấy, nếu mà kêu kêu như thế chứng tỏ rằng là có vấn đề rồi đấy. Được chưa? À, câu số 13 là thầy đọc lại câu hỏi cho các bạn. Câu số 13 nhá. Câu này là số đường tiệm cận đứng. Đây, câu số 13 đây. Đấy, câu này là câu số 13 nhá. Câu này là câu số 13. Đấy, người ta hỏi là đối với hàm số này, câu hỏi của người ta là số lượng điểm đường tiệm cận đứng. Các bạn nhớ nhá, hỏi xem là có bao nhiêu đường tiệm cận đứng, bao nhiêu đấy tiệm cận đứng, được chưa? Có bao nhiêu đường tiệm cận đứng tất cả, được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta quan sát thằng này, đúng không? Bài này có thể chúng ta sử dụng máy tính Casio cũng được, đấy, có thể dùng bằng tay cũng được. Nhưng mà các bạn nhớ thầy này một cái điều là chúng ta có hai cách nhá. Cách một là chúng ta hiểu bản chất, sau đó các bạn sẽ làm nhá. Hiểu bản chất đấy, hiểu cho thầy cái bản chất, và sau đó thì cách thứ hai là chúng ta sử dụng máy tính Casio. Đấy, cách nào thì cũng được. Thực ra thì đối với hai cách này thì gì nhỉ, nó đều ra kết quả là đều nhanh như nhau, đều nhanh như nhau các bạn ạ. Được chưa? Ok, thế thì bây giờ chúng ta hiểu rằng là cách hiểu bản chất này có nghĩa là gì. Thầy giải cho các bạn này. Đầu tiên là chúng ta phải tìm ra cho thầy xem là cái hàm số này có bao, cái mẫu của nó có bao nhiêu nghiệm, đúng không? Muốn tìm tiệm cận đứng thì chúng ta có phải là tìm nghiệm của mẫu, đúng không? Tức là chúng ta sẽ giải cái phương trình này cho thầy này. Giải phương trình đó là x bình cộng x này thì sẽ là bằng 0, chuẩn chưa? Thì nó sẽ có hai nghiệm, đó chắc chắn là x bằng 0 và x bằng gì? Bằng trừ 1 rồi, đúng không nhỉ? Đấy, nhưng mà có hai nghiệm này thì chắc chắn rằng là gì nhỉ? Chắc chắn rằng đâu đây không phải là hai tiệm cận đứng đâu, mà điều quan trọng nhất là các bạn phải kiểm tra lại xem rằng là hai nghiệm này có nghiệm nào nó phải là trùng của nghiệm của mẫu không, bằng cách là các bạn sẽ thay vào mẫu, là thay vào tử, xin lỗi, thay vào tử các bạn nhé. Ví dụ thầy có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng trừ 1 thì thầy sẽ thay x bằng 0 vào đây, là x bằng 0 vào đây nhé. Thì chúng ta thấy rằng là ở trên tử nó chính là bằng gì? Căn 25. Căn 25 thì nó là bằng bằng 5, đủ chưa? Đấy, bằng 5 mà trừ 5 thì bằng 0, tức là bằng bằng 0 này các bạn nhớ này, thằng này là chúng ta phải loại nó đi. Đấy, phải loại nó đi. Vì sao lại loại? Vì sao lại loại? Bởi vì các bạn nhớ cho thầy một điều rằng là nó trùng với nghiệm của tử, thành ra chúng ta phải loại. Rất nhiều anh chị 2K bị nhầm cái loại này. Đấy, thì nhầm trường hợp này, tức là tìm ra nghiệm nhưng mà không chịu loại là sai nhá. Thằng này là loại, vậy chỉ còn lại duy nhất của thằng này là thỏa mãn thôi. Được chưa? Đấy. Đó là một tiệm cận, các bạn nhớ là chỉ có duy nhất một tiệm cận đứng thôi, đó chính là đáp án B. Còn x bằng 0 nó không phải là tiệm cận đứng, chúng ta sẽ loại ngay và luôn, đúng chưa? Đó là cách số 1. Cách số 2 là chúng ta sử dụng máy tính Casio để chúng ta kiểm tra nhá. Cách thứ hai là chúng ta dùng máy tính Casio để các bạn kiểm tra là chắc chắn nhất. Mà khi kiểm tra này thì chắc chắn là 100% sẽ chính xác. Đó, 100% là chính xác nếu như chúng ta sử dụng máy tính Casio để các bạn kiểm tra. Được chưa? Đấy. Đúng rồi, chính xác. Những câu nào mà đã như nhau thì chúng ta sẽ chữa một lần thôi, yên tâm nhá. Để tí nữa chỉ cần đọc đáp án là chúng ta sẽ suy ra ngay thôi mà nhá. Đầu tiên nếu như chúng ta sử dụng máy tính Casio để cho kiểm tra chắc chắn bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập cho thầy máy tính vào này. Máy tính của chúng ta là căn bậc 2 của x, đúng không? Cộng cho 25 và trừ cho 5, chuẩn chưa? Và dưới nó chính là x bình mà cộng cho x, được chưa? Rồi sau đó thì các bạn sẽ can cho thầy các giá trị của mẫu vào. Đấy, ví dụ chúng ta tính xong hai giá trị đó chính là 0 và trừ 1, đúng không? Thì thầy sẽ can tức là thay những giá trị này vào này, xem là nó sẽ ra ra bằng đáp án nào. Đấy, ra bằng đáp án nào thì các bạn nhìn thấy này. Khi thay x bằng 0 vào thì thầy sẽ thay là 0,0001. Đấy, chúng ta sẽ xem là nó có bằng được một cái dương vô cùng hay âm vô cùng hay không. Thằng này làm ra chính là số các bạn này. Đấy, thằng này ra số này, chứng tỏ thằng này là loại. Được chưa? Khi nào mà nó can số mà nó ra vô cùng thì đó mới là tiệm cận. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ loại thằng này đi. Tương tự, các bạn sẽ can cho thầy cái x bằng trừ 1 bằng cách là gì? Chúng ta can x bằng trừ 0,000 à, xin lỗi, 0,999. Đấy, tức là chúng ta chỉ cần can số xấp xỉ thôi. Đấy, thì nó ra được cái thằng này nó chỉ là dương vô cùng, đúng không? Đấy, dương vô cùng thì chứng tỏ là nó chỉ có duy nhất một tiệm cận đứng thôi nhá. Đấy, nhưng mà thật ra mà nói thì bài này thì thầy nên nên nghĩ là chúng ta nên sử dụng cách số 1 thì nó hay hơn. Cách số 1 này này, cách số 1 là cách hiểu bản chất này thì nó sẽ hay hơn, bởi vì nó chỉ mất từ dao động từ 5 cho đến 10 giây thôi.
Đấy, chỉ dao động từ 5 cho đến 10 giây là chúng ta có thể ra ngay. Còn máy tính Casio thì nó hơi lâu hơn một tí nhá. Đấy, nó lâu hơn một tí. Ok chưa? Đấy, đó chính là câu số 14. Tương tự câu số 10, câu số 13 rồi chứ nhá. Câu số 10, 14 thì cũng hoàn toàn tương tự. Những câu nào mà đã dễ rồi thì chúng ta cố gắng làm nhanh. Tương tự như kiểu là cách làm tương tự, chắc chắn là tương tự giống như ở trên rồi. Nó không có gì cả đúng không? Đấy, không có cái gì ở trên khác nhau ở trên cả. Thì các bạn chú ý này. Đầu tiên chúng ta vẫn sẽ tìm ra thằng này là nghiệm của mẫu đúng không? À, nghiệm của mẫu thì chắc chắn là cho nó bằng 0. Đúng không? Đấy, thì có hai nghiệm đó rất rõ ràng là x bằng 0 và x bằng -1 luôn. Đấy. Đúng chưa? Rồi sau đó các bạn thử kiểm tra xem là thằng 0 này chắc chắn là loại nó đi, đúng không? Và chỉ còn lại duy nhất một cái đó là -1 này là nó thỏa mãn thôi, đúng không? Vậy nó chính là đáp án D. Đấy. Ok chưa? Đó chính là câu số 14 nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Câu số 15, những cái bài mà thực ra thì những câu nào mà đi thi ấy, mà người ta hỏi là tiệm cận đứng hay tiệm cận ngang thì nó là những câu mà đương nhiên là nó sẽ là cho điểm rồi nhá. Đương nhiên là gọi là cho điểm rồi. Được chưa? 14 đó là đáp án D. Tương tự, thằng 15 này cũng hoàn toàn tương tự như thế đúng không? 15 này nó cũng sẽ có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng -1 như đó ấy, là có hai nghiệm này. Tìm nghiệm của mẫu ra đúng không? Muốn tìm tiệm cận đứng thì chúng ta phải giải phương trình mẫu bằng 0 ra trước. Đấy, giải phương trình mẫu bằng 0 ra trước, tức là chúng ta phải tìm ra cho thầy cái nghiệm của mẫu đã, đúng chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ được đó chính là gì? Là có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng -1 này. Đấy. Đúng chưa? Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là thay hai nghiệm này vào trên tử ấy, xem thằng nào mà nó làm cho tử bằng 0. Đấy, nếu như thằng nào mà làm cho tử bằng 0 thì chúng ta phải loại thằng này đi đúng không? Đấy, vậy thằng 0 này cũng loại luôn. Vậy chỉ còn lại duy nhất rồi nhá. Những câu cực kỳ đơn giản luôn. Ok, tương tự thằng này là nó sẽ là 1 rồi nhá. Các mã đề thì hầu như là nó đều giống nhau, nhưng mà chẳng qua là cái số liệu của nó là khác nhau thôi. Đó là điều chắc chắn. Kể cả năm 2019 này đi thi đi chăng nữa thì nó sẽ có cùng dạng, nhưng mà có rất nhiều mã đề khác nhau. Đó là điều chắc chắn. Các bạn đừng có mong rằng là cái đề nào nó khó hơn, đề nào nó dễ hơn là không có đâu. Đấy, nó không bao giờ có luôn nhá. Nó không bao giờ có đâu các bạn ạ. Chỉ có gọi là nếu mà chênh lệch về độ khó hay độ dễ thì nó chỉ có nằm trong lòng bàn tay thôi, nó không bao giờ lệch quá đâu. Được chưa? Phun bột bởi vì nó là cùng dạng với nhau rồi. Các mã đề thì hầu như đều có cùng dạng. Được chưa? Câu số 17 nào. Câu số 17 thì đương nhiên các bạn sẽ bấm máy tính rồi nhé. Câu số 17 các bạn bấm máy tính bằng cách là giá trị nhỏ nhất đúng không? Giá trị nhỏ nhất thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính là bấm gì nhỉ? Bấm 17 thôi. Đấy, chuẩn chưa? Chúng ta bấm 17 thôi nhỉ? Và bấm 17 này. Đấy, sau đó các bạn nhập cho thầy hàm số này vào nhá. Chúng ta có x mũ 3 mà cộng cho 3 x bình. Chờ chưa? Đấy, cộng cho 3 x bình nhá. X bình được chưa? Đấy, ôi trời ơi. Sao lại thế nhỉ? Để nhập lại x bình. Đấy. Được chưa? Rồi sau đó thì người ta bảo là trên đoạn gì đây? Trên đoạn từ -1, -4 cho đến -1, tức là start của chúng ta nó chính là bằng -4 đúng không? End của chúng ta là -1, nó như vẫn như thế. Nhưng mà cái step của chúng ta là lấy hai cái này trừ nhau đúng không? Thì các bạn nhớ rằng cái step của chúng ta đó chính là lấy cái cuối mà trừ cái đầu mà chúng ta chia cho 19. Được chưa? Tức là 3 chia cho 19. Chuẩn chưa? Đấy. Thì bây giờ chúng ta quan sát thôi. Chúng ta quan sát xem là thằng nào là giá trị nhỏ nhất. Chúng ta quan sát luôn cho thầy nhá. Thằng này -16 này. Đã, -16 các bạn nhìn thấy không? Nhỏ nhất thì nó chính là -16 rồi thì phải. Đúng không? Đấy, -16 đây này. Đúng không? Vậy nó chính là đáp án D luôn, đúng không nhỉ? Đấy, 17 là đáp án D nhá. Người bảo tìm giá trị nhỏ nhất chứ đừng có nhầm là giá trị lớn nhất. Lúc nãy là có bạn bảo là đáp án C là sai rồi đấy. Ok chưa? Tương tự câu số 18 thì các bạn bấm máy tính luôn nhá. Câu số 18 này, 18 này, 19 này. Đấy, và câu số 20 thì các bạn sẽ lấy máy tính ra, các bạn tự bấm cho thầy và sau đó thì thầy sẽ cho các bạn là đáp án luôn nhá. Mấy câu này thì thực ra thì chúng ta làm rất là nhanh, nó chỉ là khởi động thôi, nó không có vấn đề gì cả. Mà bạn nào mà gì nhỉ? Bạn nào mà bài này mà chưa hiểu thì các bạn cần phải xem lại học lực của mình đấy. Thầy nói thật nhá. Ok chưa? Để các bạn xem lại nhá, câu số 18 đây. 18, 19 và câu số 20 các bạn lấy máy tính ra và tự bấm cho thầy nhá.
Ok chưa? Nào các bạn bấm đi, bấm máy tính đi nhá. Xem là nó là đáp án như thế nào thì các bạn comment xuống dưới rồi. Ok chưa? 18 là đáp án D đúng không nhỉ? 18 đó là đáp án D. Ok. Đến 19 nào. Câu nào mà chúng ta sẽ ra được rồi thì các bạn comment xuống dưới nhá. Câu 18, 18D, 19 là gì các bạn ơi? 19 là gì các bạn? Comment xuống xuống luôn đi nhá. Lang quá à? Lang đâu mà lang, bình thường mà có gì đâu mà lang nhỉ? Không lang tí nào luôn. 18, 19 các bạn comment đi nhá. Đáp án đâu? 21 luôn đi thầy. Ok, rồi. Nào, chỉ là mấy cái phần này nó chỉ là vấn đề khởi động thôi, đi thi chắc chắn là những cái câu này thì nó chỉ đánh giá là đề tốt nghiệp thôi nhá. Đấy, những câu này đi thi thì chắc chắn là gì nhỉ? Thầy chẳng bao giờ giải từ khó đến dễ, chả bao giờ giải đến đúng rồi còn gì nữa. Được chưa? 19 là đáp án nào đây? 19 đó là đáp án gì? Là đáp án A nhá. Đấy, thầy cấp cho các bạn đáp án luôn, để các bạn tự làm cho thầy những câu này. Tương tự câu 20 đó là đáp án D. Được chưa? 19A và 20D chính xác rồi. Tính lại máy tính em xem thầy ơi. Ôi trời, mấy câu này thì nó nhạt quá rồi mà. Ok chưa? Là chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 21 nhá. Câu số 21, 19A, 20D, chính xác. Comment đi nhá. Những câu nào dễ thì bài này thì nó chỉ xứng đáng xứng tầm tốt nghiệp thôi. Chưa có cái gì nó dính dáng đến đại học đâu. Giải quyết được những câu này nó chỉ có thấp tầm khoảng dưới đấy, dưới cái tốt nghiệp đấy, không phải là đấy đâu nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang tới câu số 20. Câu số 21, xin lỗi, câu số 21. Câu số 21 là người ta hỏi là đây, người ta cho các bạn một đồ thị này, các bạn nhìn thấy không? Câu số 21 là bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang được những dạng nó gọi là hay hơn một tí rồi. Nó hay hơn một tí rồi nhá. Ok chưa? Nó gọi là full mã đề mà. Full mã đề thì các bạn phải tưởng tượng giúp thầy một điều rằng là về mức độ khó của các đề thì hầu như là nó sẽ sàn sàn nhau. Nhá. Đấy, mức độ khó của các đề thì nó hầu như là sàn sàn nhau, và từ lúc nãy giờ đến giờ của chúng ta ấy là chỉ giải quyết những bài nào mà gọi là tầm tốt nghiệp thôi. Nhớ nhá, những bạn nào mà mục tiêu đại học thì các bạn làm mấy bài đấy thì thực ra tính bằng thời gian, tính bằng giây thôi, toàn 5 giây với cả 6 giây là căng rồi nhá. Ok chưa? Nào bạn nào đang xem live stream thì chúng ta chủ động share đi nhá. Tí nữa thì thầy sẽ gửi cho bạn là toàn bộ file PDF cộng lời giải và đáp án chi tiết nhá, yên tâm. À, chúng ta sẽ gọi là tặng hết nhá. Câu 21 nào. Được chưa? Đây người ta sẽ cho các bạn một cái phương trình, cái phương trình này nó chắc chắn là gì nhỉ? Đường đẳng đồ thị y bằng fx rồi. Đấy. Đúng chưa? Và người ta hỏi là số nghiệm của phương trình này là bằng bao nhiêu? Là số lượng nghiệm nhá. Các bạn nhớ thầy câu số nghiệm này này. Số nghiệm thì chứng tỏ là chúng ta đang cần tìm bài toán này là bài toán về về tương giao. Thằng này nó chính là bài toán về tương giao. Đấy. Tương giao đúng chưa? Vậy số nghiệm của phương trình này thì các bạn sẽ biến đổi thầy phương trình này một chút này. 4fx trừ 3 bằng 0 thì thầy sẽ có đó chính là gì? Fx thì chắc chắn là bằng gì các bạn nhỉ? Chuyển vế đổi dấu thôi. Thì nó chính là bằng bằng 3 phần phần 4. Chuẩn chưa? Fx bằng 3 phần 4 thì chúng ta thấy cho thầy rằng là số nghiệm của phương trình này nó chính là số giao điểm của cái gì nhỉ? Số nghiệm của phương trình này là chính là số giao điểm của hai đồ thị. Một đồ thị đó chính là y bằng fx, tức là đồ thị của nó có hình như hình vẽ đây rồi đúng chưa? Và một đồ thị khác đó chính là cái đường thẳng y bằng 3 phần 4 này các bạn này. Đấy, đây chính là đường thẳng D, đúng chưa? Và đây chính là đồ thị C. Xem là chúng ta phải quan sát vào đấy thử xem rằng là nó cắt tại bao nhiêu điểm thì phương trình này nó có bấy nhiêu nghiệm, đúng chưa? Đấy, đang có 1,4 nghìn bạn đang xem rồi. Ok, chính xác. Bạn nào sai bài này thì các bạn mặc định là chúng ta có thể chặt cu được rồi nhá. Lại bây giờ nó khó dần lên. 3 phần 4 các bạn nhìn thấy này. 3 phần 4 thì chứng tỏ là nó phải nằm giữa cái 0 đến 1 đúng không? 3 phần 4 nó nằm ở trên này các bạn này. Đấy, đây chính là đường thẳng y bằng bằng 3 phần 4. Chuẩn chưa? Đấy, đơn giản mà. Y bằng 3 phần 4 thì bởi vì 1 nó nằm đây và 0 nó nằm đây thì 3 phần 4 nó phải nằm ở giữa giữa này đúng không? Chúng ta quan sát xem là nó bạn cắt tại mấy điểm đây? 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm và 4 điểm đúng không? Vậy đáp án chính xác đó là đáp án A. Được chưa? Đấy, và chúng ta sẽ không mất quá được tầm 5 giây để chúng ta giải quyết những bài như thế này đâu. Nhá, không mất quá 5 giây đâu. Ok chưa? Tương tự câu số 22 thì chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự đúng không nhỉ? Câu số 22 thì chúng ta chỉ cần chuyển vế đổi dấu thôi. Thầy sẽ giảng kỹ cho các bạn một con và sau đó những con còn lại thì chúng ta tương tự nhá. Đó là cái thằng Fx này các bạn này. Chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu thì chúng ta có Fx này nó chắc chắn là bằng trừ gì nhỉ? Trừ 4 phần 3 đúng không? Đấy, thì xem là thằng này có bao nhiêu nghiệm thì chúng ta quan sát bằng hình vẽ thôi. Đấy.
Ok chưa? Quan sát bằng hình vẽ thì các bạn nhìn thấy trừ 4 phần 3 nó nằm đâu? Trừ 4 phần 3 đây là trừ 1 các bạn này. Trừ 4 phần 3 thì chắc chắn nó vẫn nằm đây đúng không? Y bằng trừ 4 phần 3. Chuẩn chưa? Bởi vì chỗ này trừ 2 này, chỗ này chắc chắn là trừ 1 này. Đấy, trừ 4 phần 3 thì các bạn nhìn thấy là luôn là biết được rằng chắc chắn là nó có 3 nghiệm. Đúng không nhỉ? Là 22 đó là đáp án gì? 22 sao lại là đáp án B được? 22 đáp án A. Đấy, có bạn nào bảo là 22 sai, gọi sai chặt cu thì các bạn có thể mặc định chặt được rồi đấy nhá. Ok chưa? Ok. Tiếp tục câu số 23. Câu số 23 này các bạn nhớ này. Câu số 23 này thì nó sẽ khác so với những câu trên ở chỗ là nó chỉ có giới hạn trong đoạn từ trừ 2 đến 2 thôi, đúng không? Nó chỉ giới hạn trong đoạn từ trừ 2 cho đến 2 thôi. Đấy, chỉ giới hạn trong đoạn từ trừ 2 đến 2. Thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta có phương trình chắc chắn là fx này nó chắc chắn là bằng mấy? Bằng 4 phần 3 rồi đúng không? À, 4 phần 3 chắc chắn là tương giao rồi. Chúng ta đọc đề nhìn thấy các dạng dạng nó giống nhau về hoàn toàn luôn mà. Tức là nó chỉ khác nhau về số liệu thôi. Những bạn nào mà đã hiểu câu trên thì không có nghĩa lý gì các bạn lại không hiểu câu dưới cả. Đấy, chúng ta vẫn chuyển về một cái gì nhỉ? Một cái gọi là phương trình tương giao, rồi sau đó chúng ta sẽ biện luận đúng không? Nhưng mà có một cái điều rằng là chúng ta chỉ xét trong đoạn từ 2 đến 2. X bằng trừ 2 đây, y bằng 2 đây đúng không? Và x bằng đường thẳng y bằng 4 phần 3 nó nằm đâu? Chỗ này các bạn nhìn thấy là D3 này đúng không? Đây là 2, D1 này các bạn nhìn thấy chỗ này 1 này. 4 phần 3 nó chắc chắn nó nằm ở dưới này đúng không? Và chúng ta quan sát rằng là nó cũng sẽ cắt tại mấy điểm đấy? Cắt tại 3 điểm, được chưa? Vậy đó là đáp án B, nó rất là đơn giản thôi nhá. 23 là đó là đáp án B, chính xác. Đấy, tương tự câu số 24. Câu số 24 thì các bạn nhớ nhá, chúng ta nhớ cho thầy thằng D này thôi. Là chúng ta nhớ cái thằng đề này để tí nữa thì thầy sẽ lật sang trang chúng ta nhìn sẽ đồ thị nó dễ hơn nhá. Đó chính là 3fx trừ 5 bằng 0 thì thằng fx này của thầy nó chắc chắn là bằng gì? Bằng 5 phần 3. Đúng không? Fx bằng 5 phần 3. Chính xác rồi đúng không? Và người ta hỏi rằng là xem thằng này là có bao nhiêu nghiệm. Bao nhiêu nghiệm thì chắc chắn là chúng ta vẫn tương tự thôi. Đấy, vẫn tương tự thôi nhờ. Các bạn nhìn thấy 5 phần 3 nó nằm đâu? 5 phần 3 nó nằm đâu? Đây là một các bạn này. Đấy, 2 ở đây đúng không? Lúc nãy phương trình của chúng ta có phải là fx bằng 5 phần 3 không? Đúng không? Lại lúc nãy phương trình của chúng ta có phải là fx bằng 5 phần 3, chuẩn chưa? Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là fx 5 phần 3 thì 5 phần 3 nó nằm giữa cái 1 và 2 này này. Đấy, nó cũng sẽ cắt tại 1 điểm, 2 điểm và 3 điểm. Đó chính là đáp án B. Được chưa? 24B chính xác rồi. Đấy, bây giờ các bạn sẽ chuyển sang thầy câu số 25. Và chắc chắn từ câu số 25 thì nó sẽ là mang tính vận dụng bắt đầu nâng lên rồi. Bởi vì chương hàm số thì các bạn nhớ thêm một cái nguyên tắc rằng là trong tất cả các đề thi, có kể cả có đề thi học kỳ hay là đề thi giữa kỳ hay là đề thi cuối năm hay là đề thi đại học, thì cái phần hàm số của chúng ta đang chữa ấy là cái phần mà có số lượng câu nhiều nhất và thậm chí có nhiều câu vận dụng cao nhất. Được chưa? Đấy, các bạn nhớ nhé, nó chắc chắn là nó sẽ có nhiều câu vận dụng cao nhất là cái phần hàm số này. Vì thế các bạn cần phải cẩn thận. Nào, tiếp tục là câu số 25. Câu số 25 được chưa? Bây giờ thì thầy nghĩ rằng là nó bắt đầu nó nâng level lên được rồi đấy. Câu số 25. Bắt đầu là 5 điểm rồi. Đấy, đúng rồi, chính xác. Câu này mới xứng đáng là tầm khoảng 4 đến 5 điểm này. Đó, 4 đến 5 điểm nhá. Và đa số nhiều bạn bây giờ cũng chưa làm được những dạng này đâu. Ở dạng này thì đề thi năm tới như này thì thầy cũng không biết là nó có dạng này hay không. Nhưng mà thầy dám cam kết với các bạn một điều rằng là hầu như đề thi học kỳ, đề thi giữa kỳ, kể cả có kỳ 1 hay kỳ 2 nó đều có những dạng như này. Tức là cho một hàm số, có thể là hàm số bậc 3 hoặc bậc 4 trùng phương hoặc là hàm số bậc nhất trước bậc nhất. Và người ta lại hỏi rằng là tìm mơ để cho hàm số này có nghịch biến trên một khoảng, đó là điều chắc chắn. Ok, đấy, được chưa? Thế với dạng này thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Được chưa? Bài này mà bạn nào mà bảo cô lập M thì bạn gọi là chặt cu được rồi đấy. Không bao giờ gọi là cô lập M đối với những bài này như này đâu. Đừng có cô lập M, cô lập M gì hết. Ok. Ok, câu số 25 nhá. Nào, bây giờ thầy sẽ chữa chi tiết một câu và những câu còn lại thì chắc chắn là nó sẽ tương tự thôi. Điều quan trọng nhất là các bạn phải xem rằng là cái câu đầu tiên này các bạn có hiểu rồi không. Đấy, còn những câu còn lại thì hầu như là nó chỉ có thay số thôi. Đấy, được chưa? Câu 25 nào, thầy chữa này. Người ta hỏi này phân tích đề nhá. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M? Các bạn nhớ thầy những câu nói này nhá. Số lượng, người ta hỏi về số lượng nhá. À, người ta chỉ hỏi về số lượng thôi. Số lượng M nguyên để cho hàm số này nghịch biến những khoảng từ 6 đến đến dương vô cùng, đúng chưa? À, vậy các bạn nhớ thấy cái từ nghịch biến này các bạn này. Nghịch biến thì làm sao? Thì chứng tỏ là cái đạo hàm của nó phải phải âm, đúng không? Vậy việc đầu tiên của các em cần phải làm đó là các bạn hãy tính đạo hàm ra cho thầy nhá. Các bạn phải tính đạo hàm ra cho thầy. Đó là y phẩy nó chính là gì? Có công thức tính nhanh đúng không?
bằng a nhân d trừ b nhân c chia cho mẫu bình, tức là thầy sẽ có đó chính là gì nhỉ? 1 nhân 3m tức là bằng 3m này, đúng không? Trừ cho 1 này, đấy. Và chia mẫu bình tức là trên cho x cộng cho 3m tất cả bình, được chưa? Đây chính là đạo hàm, mà bạn nào mà không nhớ công thức bài này thì tóm lại là bạn không thể làm được công thức tính nhanh của đạo hàm nhá. Và để nó nghịch biến cái khoảng này thì chúng ta phải cho nó nhỏ hơn không với mọi x gì nhỉ? Với mọi x thuộc khoảng từ 6 cho đến dương vô cùng, được chưa? Đấy, vậy chúng ta phải nhớ thầy như sau. Nhớ thầy như sau. Cái điều kiện đầu tiên là chúng ta thấy này, y phẩy đã tính ra là bằng 3m trừ 1 trên cho x cộng 3m tất cả bình, đúng không? Vậy cái mẫu của nó là luôn luôn dương rồi, đúng không? Vậy để cả cả này nó âm thì suy ra một cái điều chắc chắn, đó là cái thằng 3m trừ 1 của thầy ấy, nó phải âm, đúng không? 3m trừ 1 phải âm, đúng chưa? À, đó là mới chỉ có một điều kiện thôi. Còn một điều kiện nữa này, cái điều kiện thứ hai này mới là cái quan trọng này. Còn điều kiện đầu thì hầu như ai cũng biết hết. Điều kiện đầu thì hầu như ai cũng có thể làm được. Đấy, không có vấn đề gì cả, được chưa? Nhưng cái điều kiện thứ hai này các bạn nhớ này. Thằng này nó nghịch biến đúng không? Nó nghịch biến mà đây nó chính là hàm số bậc nhất chấm nhất. Thì các bạn để ý thầy này, hàm số nghịch biến tức là nó nghịch biến như thế này. Đấy, được chưa? Đối với hàm số bậc nhất chấm nhất thì có một điểm gọi là điểm ngắt quãng. Ngắt quãng thì trong trường hợp này nó chính là x bằng gì? X bằng trừ 3m, được chưa? Tức là điểm này của thầy nó chính là trừ 3m các bạn này. Đấy, điểm này nó chính là trừ 3m. Tức là hàm số này nếu mà có nghịch biến thì nó sẽ là nghịch biến khoảng từ gì? Khoảng từ âm vô cùng, đúng không? Cho này âm vô cùng đến trừ 3m và trừ 3m cho đến dương vô cùng, chuẩn chưa? Nếu như nó nghịch biến ấy, thì nó phải nghịch biến trên hai khoảng này, là âm vô cùng đến trừ 3m và trừ 3m đến dương vô cùng, đúng chưa? Đúng chưa? Và đề bài người ta bảo là nó lại nghịch biến cái khoảng từ 6 đến dương vô cùng. Đấy, vậy có nghĩa là 6 đến dương vô cùng thì nó phải nằm ở trong cái gì? Trong cái đoạn từ đoạn này, tức là nó thuộc nhánh thứ hai ấy. Nó thuộc nhánh thứ hai. Đấy, đề bài người ta bảo là nó nghịch biến cái khoảng từ 6 đến dương vô cùng thì chứng tỏ là 6 đến dương vô cùng nó chính là cái khoảng mà gọi là nó nằm lọt tỏm luôn. Nó lọt trong cái khoảng từ -3 cho đến dương vô cùng. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ có thầy đó là số 6 nó phải nằm đây. Nói chung là số 6 nó phải nằm ở nhánh này. Đấy, nó phải nằm ở nhánh này và có thể bằng được. Có thể bằng được. Vậy chúng ta sẽ có thầy đó là cái trừ 3m của thầy ấy. Được chưa? Nó sẽ phải bắt buộc là gì? Là nhỏ hơn hoặc bằng 6. Được chưa? Trừ 3m phải nhỏ hơn bằng 6. Vậy đến đây thì các bạn giải bình thường thôi. Nhưng cái điều quan trọng nhất là các bạn phải nhớ thầy tại sao lại có thằng này. Tại sao phải có thằng này? Tức là chúng ta phải căn cứ vào cái bản chất của nó và sau đó thì căn cứ vào đề bài là chúng ta sẽ biết nhá. Đấy, tí nữa sẽ có bài đồng biến, yên tâm. Cái này là cái điều kiện này, không hiểu cái này thì chắc chắn không bao giờ làm được luôn. Được chưa? Cái điều kiện đầu thì nó rất đơn giản thôi, thằng này thì ai mà chả làm được. Nhưng thằng dưới này mới là cái điều kiện chúng ta phải suy ra. Chúng ta có này, thằng này m chắc chắn là gì đây? M chắc chắn là nó nhỏ hơn 1/3, đúng không? Và m sẽ gì nhỉ? M nhỏ hơn 1/3 và m sẽ lớn hơn hoặc bằng gì nhỉ? À -2, được chưa? Chia cho -3 thì chúng ta phải đổi dấu. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có là m bằng mấy? Tức là m nó sẽ kẹp giữa cái đoạn từ -2, nửa khoảng từ -2 cho đến 1/3. Thì các bạn thử xem m có những giá trị nào nhá. Là bằng -2 đúng không nhỉ? Rồi có cả -1 này đúng không? Và 0, chuẩn chưa? Vậy có mấy giá trị đây? Có 3 giá trị đúng không? À, nó chính là đáp án A. Nó chính là đáp án A. Đấy. Được chưa? Và đương nhiên là đối với những bài như này, đối với những bài này chỉ làm đúng trong vòng tầm khoảng 30 giây thôi. Các bạn cứ tin thầy đi. 30 giây thôi, nếu như nắm rõ bản chất của nó thì nó chỉ đúng 30 giây thôi. Được chưa? Nó chỉ đúng 3 nghiệm thôi, còn không bao giờ vượt qua 3 nghiệm. Cái thằng điều kiện đầu thì nó chắc chắn là đơn giản rồi, thằng điều kiện thứ hai mới là cái mà chúng ta cần biện luận. Được chưa? Ok, thầy nói lại phần -3m sao lại bằng 6 đi ạ. Ok, được rồi. Thì các bạn muốn biết thì các bạn sẽ làm thầy câu số 26, 27. Những câu này là câu nó xứng đáng điểm 5 trong đề thi đại học rồi ấy. Điểm 5 thôi nhá. Điểm 5 thôi. Đấy, chưa chắc là đến được điểm 5. Được chưa? 3 thôi các bạn. Nào câu số 26 nào, câu số 26 tương tự nào, thầy sẽ giảng này. Bạn nào chưa hiểu câu số 25 thì các bạn cứ tinh tâm lại một chút, các bạn bình tĩnh lại một chút, các bạn nghe rõ tiếng thầy nói, các bạn nghe rõ tiếng thầy giảng ấy thì các bạn cảm nhận được rằng là câu số 26 nó sẽ làm như thế nào, yên tâm nhá. Đấy. Nào câu số 26 này, câu số 26 nhìn này. Cũng câu hỏi tương tự đúng không? Các đề bài thì hầu như nó sẽ có câu hỏi tương tự thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng các bạn để ý thầy thằng này này. Y chính là bằng này đúng không? Nó chắc chắn hàm số bậc nhất chứ bậc nhất rồi. Nó bảo đồng biến này, các bạn hiểu đồng biến đúng không? Đồng biến này nó chính là nó động chạm đến cái y phẩy, đúng chưa? Đấy. Thế vậy chúng ta sẽ có rằng là gì? -3m lấy ra, -3m nó là nghiệm của mẫu, đúng không? -3m nó là nghiệm của mẫu. Đấy. Nào. Chúng ta có này, đạo hàm y phẩy bằng gì? Y phẩy của chúng ta đó chính là bằng 5m đúng không?
5m trừ 2 đúng không các em nhỉ? Và trên cho x cộng 5m đúng không? Đấy, tất cả bình. Để nó đồng biến những khoảng này. Đấy, để nó đồng biến những khoảng này thì có nghĩa là nó phải lớn hơn lớn không? Với mọi x chắc chắn là thuộc khoảng từ âm vô cùng cho đến trừ 10 rồi, được chưa? Đấy, cái đấy thì ai cũng biết. Đúng chưa? Cái này thì ai cũng chả biết. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ là các bạn phải suy ra thầy là có hai cái điều kiện để đạt được cái này. Có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó chính là các bạn quan sát này. Cái thằng mẫu của nó là dương rồi đúng không? Bởi vì mẫu của nó là bình phương. X cộng 5m tất cả bình thì nó chắc chắn là dương. Nhưng mà cái tử của nó để cả toàn bộ cái này dương thì chứng tỏ là cái tử của nó cũng phải dương. Tức là thầy sẽ có là 5m trừ 2 ấy là nó phải dương. Chờ chưa? 5m trừ 2 phải dương đúng không? Đó mới là một điều kiện thôi. Và một điều kiện nữa các bạn nhớ này. Nó đồng biến đúng không? Đồng biến thì các bạn nhìn thấy này. Đồng biến những khoảng nào? Đó là x cộng 5m này bằng 0 đúng không? Chúng ta giải cho thầy x bằng x cộng 5m này bằng 0 thì chứng tỏ là x của chúng ta nó sẽ là bằng gì? Bằng trừ 5m, đúng chưa? Đấy, bởi vì đây là nó là hàm số bậc nhất trừng nhất. Suy ra nếu như nó có đồng biến trên khoảng nào ấy thì nó phải trừ cái thằng trừ 5m này ra. Đấy, tức là nó đồng biến đến khoảng này các bạn này. Đồng biến trên một khoảng đó là gì đây? Đây là trừ 5m này. Đấy, và sau đó nó lại đồng biến như thế này tiếp này. Đúng chưa? Đấy, và trừ 5m này nó gọi là một cái đoạn mà một cái điểm mà nó ngắt quãng. Đấy, bởi vì nó đơn giản nó là nghiệm của mẫu. Được chưa? Nó là nghiệm của mẫu. Thế thì bây giờ các bạn hỏi là đồng biến đến khoảng từ âm vô cùng đến trừ 10 thì suy ra là chỗ này là âm vô cùng đây. Trừ 10 nó phải nằm ở trong khoảng này, đúng không? Trừ 10 tức là nó phải chạy trong khoảng trừ 10 của ta, nó sẽ thuộc nhánh thứ nhất, tức là thuộc cái nửa khoảng từ âm vô cùng cho đến trừ 5m. Đấy. Ok chưa? Các bạn cứ lấy dao chuẩn bị đi. Có nhiều bạn bây giờ bảo là 26C rồi, 26D, 26A rồi đấy. Đấy. Ok chưa? Vậy chúng ta phải quan sát cho thầy là cái thằng trừ 10. Đề bài thì người ta bảo là đồng biến những khoảng từ âm vô cùng đến trừ 10. Vậy chúng ta phải quan sát cái thằng số trừ 10 này này, xem là nó thuộc nhánh 1 hay nhánh 2. Đúng không? Làm sao mà nó thể thuộc nhánh 2 được? Bởi vì người ta bảo là đồng biến những khoảng từ âm vô cùng đến trừ 10 cơ mà. Đấy, đúng không? Âm vô cùng đến trừ 10 thì chứng tỏ là thằng trừ 10 nó phải thuộc nhánh thứ nhất. Đấy, nhánh này này, đúng không? Nó phải nằm trong khoảng này, đúng không? Vậy thằng trừ 10 này nó phải làm sao? Nó nhỏ hơn hoặc bằng 5, trừ 5m, đúng không? Đấy, thằng trừ 10 này nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 5m. Tức là thầy sẽ có là trừ 5m của thầy nó sẽ lớn hơn hoặc bằng gì? Bằng trừ 10. Đấy, được chưa? Tương tự này, tương tự cái giải bây giờ thì quan trọng nhất là chúng ta phải biện luận xem là thằng này thôi. Nó chỉ có thuộc một trong hai nhánh thôi. Đấy, nó chỉ có thuộc một trong hai nhánh thôi. Đúng không? Nó không thể thuộc cả hai được. Bởi vì nó bảo là âm vô cùng đến trừ 10 thì nếu như mà nó thuộc nhánh thứ nhất thì nó bị ngắt quãng mất rồi. Bị ngắt một điểm gọi là bị gián đoạn mất tại điểm từ trăm trừ 5m. Nó chỉ có thuộc một trong hai nhánh được thôi. Được chưa? Đấy. Vậy chúng ta có cho thầy này. Cái thằng thứ nhất là m nó sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn 2/5 tức là lớn hơn 0,4 đúng không? Đấy, cái điều kiện thứ nhất chúng ta giải ra là m sẽ lớn hơn 2/5 tức là 0,4. Còn một cái nữa đó chính là m chắc chắn là gì nhỉ? Sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2, chuẩn chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng 2. Tại sao lấy được dấu bằng ạ? Dấu bằng thì thực ra thì cái thằng trừ 5m này chúng ta vứt đi, chúng ta bỏ trừ 10 vào thì nó vẫn được mà. Đúng không? Bỏ trừ 10 vào thì nó vẫn được, không vấn đề gì cả. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta thấy cho thầy này, chỗ này là m nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì chúng ta thấy lấy từ mấy nhỉ? Lấy từ 0 này, lấy từ 1 này và lấy cả số 2 luôn đúng không nhỉ? 0, 1, 2 thì đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? 0, 1, 2 đó là đáp án D nhá. Đấy, có 3 giá trị. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Có 3 giá trị thỏa mãn đấy. Ok chưa? Câu số 26 đó chính là đáp án D. Ok chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy rõ câu này chưa? À 0,4 mà nhỉ? 0,4 có nghĩa là không được lấy số 0, xin lỗi. Đó là đáp án A nhá, xin lỗi. Đáp án A. Ok, 0,4 cơ mà. Nhầm tí, 1 và 2 đúng rồi, chính xác. Đấy, ok chưa? Đáp án A nhá, bởi vì nó chạy trong khoảng từ 0,4 cho đến 2 cơ mà. M của chúng ta này làm xong là nó chạy từ 0,4 đúng không? Và nó có thể bằng 2, tức là M nó chỉ có lấy giá trị là 1 và 2 thôi. Ok chưa? Ai sai thì cứ chặt hết cu đi. Nhìn thế thôi, nhưng các bạn cứ để ý cho mà xem. Bài này thì nó đều có một mô típ làm chung. Đối với hàm số bậc nhất trên bậc nhất, nếu như mà cô lập M thì đó là sai lầm lớn nhất của các bạn. Các bạn hiểu như thế nhá. Ok chưa? Nếu như mà cái hàm số bậc nhất trên bậc nhất mà hỏi cái đồng biến trên khoảng như thế này mà cô lập M thì nó thực sự mà nói là rất là thảm hại. Chỉ có hàm số đa thức thì chúng ta nên cô lập M và sau đó chúng ta biện luận thôi nhá. Thầy trêu em một tí thôi, các bạn đừng có hoang mang đúng không? Nhầm một tí thôi. Ok chưa?
Thầy tự chặt cu mình đi. Ôi giời ơi, thầy có, nếu mà thầy chặt cu mình lấy đâu ra người giảng bài cho các em đây. Được chưa? Tí nữa mới có một cái phần hay này các bạn này. Tí nữa chúng ta sẽ làm cái bài như này này. Đấy, các bạn nhìn thấy được, bài này mới là bài xứng tầm mà chúng ta cần phải làm này. Bài này nó chính là bài 9 cộng này các bạn này. Bài này nó chính là xác định, chúng ta phải nhớ là bài này nó chính là 9 cộng. Tí nữa thì chúng ta sẽ giải quyết bài này nhá. Và nhớ rằng thầy chỉ ưu tiên những bạn nào xem trực tiếp thôi. Bạn nào đang xem thì chúng ta muốn lấy file PDF và tất cả các dạng bài luôn nhá, bao gồm có cả phần hàm số này, về phần logo này, phần hình không gian này, về phần nguyên hàm tích phân này, vân vân. Đấy, trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ấy mà phân theo dạng 1, có đáp án và lời giải chi tiết thì các bạn chỉ cần share về trang cá nhân và share vào 5 group học tập thì thầy sẽ gửi tặng các bạn, hứa luôn nhá. Ok chưa? Đấy, tương tự nào, chúng ta sẽ làm thầy một cái câu gọi là câu cuối cùng đi. Câu số 27 các bạn tự làm cho thầy nhá. Câu số 27 thì các bạn tự làm và sau đó thầy chữa các bạn câu số 28 thôi nhá. Ok chưa? Câu số 27 thì các bạn tự làm đi nhá. Nói chung là nếu mà thầy mà có nhầm lẫn một chút ý, thì các bạn đừng có chặt cu thầy. Bởi vì rõ ràng là nếu như mà chặt cu thầy thì lấy đâu ra người giảng cho các bạn nữa nhá. Nào, câu số 27 tương tự như thế thì các bạn tự làm nhá. À, tự làm và sau đó thì thầy sẽ đọc cho các bạn đáp án nhá. Ok chưa? Câu số 7 này các bạn làm đi nào. Câu số 7 này đáp án chính xác của nó là đáp án A nhá. Đáp án A là chỉ có hai cái giá trị thôi. Tương tự câu số 28 này, nó là đáp án gì các bạn nhỉ? Câu số 28 bạn nào đã có kết quả chưa? Ok, bạn nào share rồi tí nữa thì thầy hứa thầy sẽ tặng các bạn luôn. Yên tâm nhá. Thầy sẽ gửi qua chatbot ở trên. Các bạn đăng ký ở trên thì thầy sẽ gửi qua chatbot ở trên cho các bạn. Yên tâm nhá. Kết thúc livestream một phát là thầy sẽ gửi luôn, hứa luôn nhá. Sau livestream một phát chưa đến tầm khoảng 5 phút là thầy sẽ gửi tặng các bạn luôn. Được chưa? Nhưng mà nhớ rằng là các bạn chỉ cần share vào cho thầy là về trang cá nhân ở chế độ công khai và share vào 5 group học tập thì thầy sẽ gửi tặng các bạn. Ok chưa? Nhá. Không có vấn đề gì cả. Ok. Nào, tiếp tục là câu số 28. 27 thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ tự làm, nhưng mà câu 28 thì thầy sẽ chữa, bởi vì những dạng giống nhau thì không cần phải nói nhiều quá nhiều làm gì nhá. Câu 27 là bạn A chính xác rồi. Câu 28 này bắt đầu chúng ta cùng làm này. Dạng này chắc chắn là không cần phải bàn cãi nhiều, các bạn chỉ cần tính y phẩy ra đúng không? Các bạn chỉ cần tính y phẩy ra thầy thôi. Y phẩy nó chỉ được bằng gì? Bằng 5m đúng không? 5m trừ 6 mà chia cho x cộng 5m đúng không? Và tất cả bình thôi, đúng chưa? Nó nghịch biến thì chứng tỏ là nó phải nhỏ hơn không đã, được chưa? Và nhớ rằng là bạn nào mà bỏ dấu bằng đây là có nghĩa là thất bại rồi nhá. Bạn nào bỏ dấu bằng đây là gọi là ngu toàn tập luôn này, óc chó toàn tập luôn nếu như bạn nào bỏ dấu bằng đây, chắc chắn luôn nhá. Đấy, không bao giờ, bởi vì hàm số bậc nhất chấp nhất làm sao tính được hàm nó bằng không được, nó chỉ có nhỏ hơn không thôi. Đa thức thì may ra còn có bằng nhá. Ok, nó nghịch biến cái khoảng này, tức là nó với mọi x này, đấy, với mọi x thuộc cái khoảng từ 10 cho đến dương vô cùng, đủ chưa? Đấy. Khoảng từ 10 đến dương cùng. Thế thì bây giờ các bạn nhìn thấy rằng là nó đã nhỏ hơn không rồi, mà dưới thì nó là dương. Vậy các bạn suy ra thì chắc chắn là có hai điều kiện rồi, đúng không? Điều kiện thứ nhất đó chính là cái 5m trừ 6 của thầy là nó phải nhỏ hơn không, đúng chưa? Và một cái điều kiện nữa thằng -5m này các bạn này, đấy, -5m nhá. Đấy, nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc là lớn hơn cái thằng này, đúng không? Thì các bạn vẽ ra thì các bạn nhớ rằng là nó là nghịch biến đúng không? Nghịch biến thì có nghĩa là nó phải đi xuống này này. Ở giữa là của nó là nó chính là -5m. Đấy, ở giữa của nó là nó chính là -5m. Thằng này là nhánh số 1 các bạn này. Đấy, thằng này là nhánh số 2. Đúng không? Thằng này là nhánh số 1 hoặc thằng này nó là nhánh số 2. Được chưa? Thế thằng -5m của thầy nó chính là lấy ra từ cái nghiệm của mẫu, đúng không? Thằng -5m nó chính là lấy ra từ nghiệm của mẫu, đúng chưa? Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là cái thằng nó bảo là nghịch biến cái khoảng từ gì đây? Từ 10 cho đến dương cùng, tức là số 10 của thầy nó chỉ có nằm ở nhánh số 1 hoặc nằm ở nhánh số 2 thôi. Không thể nằm ở cả hai nhánh được, mà cũng không thể nằm ở chéo nhánh được, nó chỉ nằm ở đúng một trong hai nhánh thôi. Và các bạn nhìn thấy muốn biết nó thuộc nhánh nào thì các bạn đọc cho thầy này. Đây là 10 đến dương vô cùng thì chắc chắn là 10 đến dương vô cùng, thằng này là dương vô cùng này, thằng này dương vô cùng này. Đúng không? Thằng này âm vô cùng này này. Đấy, tức là nhánh số 1 tức là nhánh gì? Nhánh số 1 tức là nhánh từ âm vô cùng đến -5m, đúng không? Và nhánh số 2 đó là -5m cho đến dương vô cùng, được chưa? Đấy, thế thì có nghĩa là nó nghịch biến thì thằng 10 này chắc chắn nó phải thuộc nhánh số 2. Đúng không? Số 10 của thầy chắc chắn là phải thuộc nhánh số 2. Vậy cái thằng -5m này nó phải là như thế nào? Là nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 10. Đấy, đó chính là cái điều kiện mà chắc chắn không bao giờ có thể sai luôn. Khi các bạn đã rõ ra điều kiện này rồi thì cái việc giải còn lại nó cực kỳ đơn giản.
Đấy, vậy các bạn giải nhanh cho thầy này nhá. Giải nhanh cho thầy đó chính là m của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn 6 phần phần 5 được chưa? M của chúng ta nó sẽ như thế nào nhỉ? Lớn hơn hoặc bằng bằng -2, được chưa? Vậy chúng ta sẽ có là -2 này đúng không nhỉ? -1 này đúng không? 0 này đúng không? Và 1 đúng các em nhỉ? Đấy, các bạn thử xem là nó có đúng chưa nhá. -2 vẫn được mà. Đây chia số âm thì chúng ta phải đảo ngược lại chứ. Vậy nó sẽ có tổng cộng là mấy giá trị nhỉ? Là 4 giá trị, là -2, -1, 0 và 1. -2 vẫn được, bằng tại -2 vẫn được nhá. Nhớ thầy cái dạng này là có thể có dấu bằng, bởi vì dấu bằng có nghĩa là cái số 10 của chúng ta nó sẽ thay thế cái thằng này đi, chúng ta xóa cái thằng này đi, thay thế số 10 vào đây thì nó vẫn được mà, đúng không? Nó vẫn được thôi. Đấy, không có vấn đề gì cả. Ok chưa? Ok chưa? Đó là câu số 28. 28 nhá. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy khó dần hơn rồi nhá, là câu số 29. Bạn nào bây giờ mà hoang mang hoặc tí là các bạn sẽ chết ngay. Bởi vì câu số 29 nhìn thế thôi, bây giờ nó khó khác biệt luôn. Nó cực kỳ khác biệt luôn, không phải là khác biệt bình thường đâu nhá. Đấy, câu số 29 nó sinh ra một dạng hoàn toàn mới. Và đương nhiên thì đối với câu số 29 này thì có tổng cộng là 3 cách để chúng ta giải câu số 29 này các bạn này. 3 cách để chúng ta giải. Ông nào mà cứ Casio bài này là vỡ mồm ngay. Casio các bạn này. Nếu ông nào áp dụng Casio trong bài 29 này các bạn vỡ mồm ngay. Nhớ nhá. Đã chắc chắn là vỡ mồm, không bao giờ có chuyện là cứu vớt được luôn. Bởi vì rõ ràng thằng này nó chính là khai thác bản chất. Đề của bộ thì không giống như kiểu các đề của các trường đâu. Không bao giờ gọi là tầm thường hết. Ok chưa? Ok. Có cả dấu bằng nhá. Khoảng đâu mà phải đoạn là thấy có bằng mà, có bằng tức là người ta gọi là nửa gì? Nửa khoảng đấy, thấy chưa? Nửa khoảng ấy. Khác biệt chưa? Đấy, khác biệt câu 29 là khác biệt luôn mà. Đừng có comment Gmail đấy, Gmail bây giờ có bao giờ gửi qua mail đâu, gửi qua chatbot ở trên ấy. Các bạn kích vào cứ mi lớp học thầy Thuận ấy thì tí nữa thầy sẽ gửi qua đấy. Ok chưa? Share vào cho thầy 5 group học tập nhá. Share đủ 5 group học tập và share về trang cá nhân thì thầy sẽ gửi cho các bạn. Yên tâm là sẽ có chắc chắn luôn. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thầy câu số 29. Câu số 29 này bắt đầu nó cứng dần lên. Câu số 29 này thì thầy đánh giá rằng là câu này là câu 7 cộng rồi nhá. Câu này là câu 8 cộng rồi, không phải là câu 7 cộng nữa đâu. Câu này xứng đáng là câu 8 cộng. Bởi vì đơn giản là nó sẽ sử dụng được rất nhiều cái dạng kiến thức vào đây. Rất nhiều cái dạng kiến thức và thậm chí còn có cả cái kiến mảng kiến thức của lớp dưới nữa cơ. Đấy, thành ra thì nó rất khó. Ok chưa? Nào bây giờ bạn nào đã sẵn sàng rồi nào, các bạn thể comment cho thầy số 1 xuống dưới để chúng ta bắt đầu những câu gọi là đáng tầm cỡ để chúng ta chữa nào. Từ câu số 29 đi thì thầy nghĩ rằng là nó cả một vấn đề đấy nhá. Ok chưa? Câu số 29 nào, bạn nào đã sẵn sàng rồi bắt đầu các bạn comment cho thầy số 1 xuống dưới. Vẫn đang có 1200 anh em đang xem. Kể cả tí nữa còn một người thì thầy vẫn dạy, chỉ còn một bạn thôi thầy vẫn dạy. Được chưa? Đấy. Đấy, có bạn lại bảo hỏi với bây giờ lại nhảy vào hỏi là thầy ơi lấy đề ở đâu? Lại nói luôn được chưa? Thầy sẽ chữa chi tiết bài này, câu 29 thầy sẽ chữa các bạn chi tiết. Ok chưa? Câu số 29 nhá, là câu rất hay. Câu này là câu 8 cộng này. Bạn nào làm được câu này mà các bạn hiểu ra thì nó sẽ là xác định rằng là nó ok rồi. Bởi vì đề năm ngoái là đề năm 2018 thì chưa có bạn nào dám mở mồm ra nói đề nó dễ hết. Chưa có bạn nào dám mở mồm ra nhá. À, nói đề dễ, được chưa? Bạn nào mà mở mồm ra nói đề dễ thì chắc chắn là bạn ấy không bình thường rồi, chắc chắn luôn. Ok chưa? Nào, câu số 29 nào, câu số 29 bắt đầu nào, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Nào các bạn đọc đề đi. Cho hàm số y bằng 1/4 x mũ 4 trừ 7/2 x bình, đúng không? Có đồ thị C, đấy. Có đồ thị C nhưng mà các bạn hiểu rằng là thằng này người ta không vẽ đồ thị ra cho các bạn cũng dễ hiểu thôi, chả cần vẽ đồ thị làm gì cả. Và người ta hỏi rằng là như sau này. Có bao nhiêu điểm A? Đấy, các bạn nhớ thấy câu hỏi của người ta chốt hạ này. Có bao nhiêu điểm A thuộc đồ thị C? Sao cho tiếp tuyến của C tại A? Đấy, tại A nhá. Lại cắt C tại hai điểm phân biệt. M tọa độ x1 y1, điểm N tọa độ x2 y2. MN khác A thỏa mãn y1 trừ y2 bằng 6 lần của x1 trừ x2. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ok chưa? Đấy, nói chung là bạn nào mà cứ mở mồm ra bảo đề năm ngoái mà đúng là đợi dễ thì cũng phải coi lại rồi đấy. Khó lòi cả mắt ra, không phải đùa đâu. Ok chưa? Nào, đối với bài này thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Đấy, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Câu này là câu số
29, được chưa? Câu số 29 chúng ta sẽ làm như sau. Cái này thì các bạn phải tĩnh tâm lại nhá, tĩnh tâm lại và bắt đầu chúng ta cùng lắng nghe này. Các bạn lắng nghe thầy giảng nhá. Câu số 29 chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, người ta cho các bạn một đồ thị thằng hàm số này đúng không? Thì cái nhận định đầu tiên của các em đó chính là gì? Thằng này nó là hàm số bậc 4 trừ phương, đúng không các em? Hàm số bậc 4 trừ phương thì chúng ta sẽ tìm ra cho thầy cái dạng phác họa, thầy cái đồ thị của nó có dạng như sau. Đầu tiên các bạn tính cho thầy y phẩy ra đúng không? Y phẩy ra thì có phải là bằng x mũ 3 đúng không? X mũ 3 mà trừ cho mấy? Trừ cho 7, 7x đúng không? Sau đó các bạn cho nó bằng 0 thì nó có tổng cộng là mấy nghiệm nhỉ? 3 nghiệm đúng không? Lấy x bằng 0 này, x bằng trừ căn 7 và x bằng bằng căn 7. Đúng chưa? Ba nghiệm này là ba nghiệm rất quan trọng. Thế thì nó chắc chắn rằng là gì? Nó sẽ có dạng như thế này các bạn này. Nó đồ thị của nó sẽ có dạng như thế này này. Đấy. Được chưa? Nét cuối cùng của nó là đi lên. Và nó sẽ có tổng cộng là ba cực trị. Bởi vì rõ ràng rằng là cái hệ số A và B là sẽ trái dấu nhau. Đấy, vậy chắc chắn là có ba cực trị. Thằng này nó là 0 này. Đấy, thằng này nó chính là trừ căn 7 này đúng không? Thằng này nó chính là căn 7. Được chưa? Đây gọi là x cực trị. Nó là x cực trị. Được chưa? Cái điều chắc chắn là cái này thì ai cũng sẽ biết được thôi. Chắc chắn nó rất đơn giản. Nhưng mà các bạn phải hiểu thêm cái tính chất này. Cái thằng này nó chính là cái mấu chốt của bài toán. Thằng này nó chính là thằng mấu chốt của bài toán các em ạ. Mấu chốt của bài toán nó nằm ở chỗ dữ kiện này. Đấy. Vậy các bạn phải hiểu thêm một cái điều đằng như thế này này. Giả sử điểm M có tọa độ là gì? Điểm M có tọa độ là x1, y1. Điểm N có tọa độ x2, y2. Thì các bạn đọc đề thì các bạn hiểu điểm M và điểm N nó là như thế nào rồi nhá. Điểm M và điểm N nó là như thế nào rồi đúng không? Thì các bạn hiểu cho thầy một cái điều rằng là như sau. Ngày xưa ấy, chúng ta có cái phương trình này, đường thẳng mà đi qua hai điểm. Đấy, điểm M có tọa độ là x1, y1, được chưa? Điểm N có tọa độ là x2 và y2. Thì nó sẽ có phương trình gì? Thì nó sẽ có phương trình như sau. Nhớ là bài này có tổng cộng 3 cách để làm. Và thầy sẽ dạy cho các bạn một cách ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất và đơn giản nhất, chắc chắn đúng. Được chưa? Chắc chắn đúng. Ok, bạn nào làm ra kết quả thì các bạn có thể comment thoải mái. Nhưng mà thầy vẫn sẽ chữa chi tiết thôi. Thầy vẫn sẽ phải chữa chi tiết. Đó là cái điều chắc chắn. Được chưa? Cái phương trình của chúng ta là sẽ là như sau. X trừ x1 trên x1 trừ x2 bằng y trừ y1 trên cho y1 trừ y2. Đấy, đây là ngày xưa học trong OI chúng ta đã có cái phương trình đường thẳng. Viết nhanh phương trình đường thẳng, không cần vector phát tuyến, cũng chả cần vector chỉ phương. Đấy, mà chỉ cần biết tọa độ hai điểm nó đi qua thì chúng ta lắp cho thầy vào công thức này. Thì đây được gọi là phương trình đường thẳng, đúng chưa? Đấy, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Thế thì bây giờ các bạn sẽ nhân chéo lên, chúng ta sẽ được như sau. Đó là thầy có này, y trừ y1 thì nó có phải là bằng gì? Nhân chéo lên nhé. Nhân chéo lên thì có phải là bằng y1 trừ y2. Đấy, trên cho gì? Trên x1 trừ x2 mà tất cả nhân cho x trừ x1. Chuẩn chưa? Đấy, x trừ x1. Thì các bạn để ý cho thầy một điều đằng này như sau. Nếu như chúng ta nhân phá ra thì chúng ta thấy cho thầy này, cái thằng này này, y1 trừ y2 trên cho x1 trừ x2, nó được gọi là hệ số góc của đường thẳng. Đấy, tức là chúng ta suy ra thầy là cái hệ số góc của đường thẳng. Hệ số góc nhá. Đấy, của cái đường thẳng. Đó chính là gì? Nó chính là cái k là bằng y1 trừ y2 trên cho x1 trừ x2. Đấy, đấy chính là hệ số góc của đường thẳng. Vì sao được gọi là hệ số góc đường thẳng? Bởi vì nó chính là cái hệ số mà đứng trước x. Bởi vì khi nhân phá ra thì toàn bộ thằng này nó chính là cái hệ số đứng trước x. Thì suy ra nó được gọi là hệ số góc. Đúng chưa? Đấy, và đây là cái mấu chốt của bài toán này. Dựa vào cái thằng này chúng ta sẽ mở khóa được toàn bộ bài toán này luôn. Một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Đó là chúng ta thấy này. Y1 trừ Y2 bằng 6 lần X1 trừ Y2. Các bạn nhìn thấy không? Y1 trừ Y2 bằng 6 lần X1 trừ Y2. Trong đó X1, X2, Y1, Y2 nó là tọa độ điểm M, điểm N như bình thường luôn. Đấy. Vậy chúng ta sẽ suy ra thằng này, từ thằng này chúng ta suy ra là gì? Y1 trừ Y2 tất cả trên cho X1 trừ X2 thì chắc chắn là bằng 6. À đấy. Các bạn hiểu gì thầy chưa? Là suy ra bằng 6 nhá. Y1 trừ Y2 trên cho X1 trừ X2 thì rõ ràng là bằng 6. Và khi bằng 6 rồi thì chúng ta sẽ suy ra thầy là cái hệ số góc của chúng ta cần tìm ấy, đó chính là bằng 6. Và thằng này nó chính là F phẩy tại gì? Tại X0. Đấy, thằng này nó chính là F phẩy tại X0. Ok chưa? Thằng này nó chính là F phẩy tại X0. Bởi vì chúng ta thấy rằng là đang nói về tiếp tuyến cơ mà. Tiếp tuyến của C tại A thì chắc chắn là tiếp tuyến thì có hệ số góc, đó chính là thằng F phẩy tại X0. Nó được gọi là hệ số góc của cái gì? Của phương trình tiếp tuyến. Đúng chưa? Đấy, và chúng ta chỉ cần giải phương trình này ra xem là nó có bao nhiêu X0 thì đó chính là có bấy nhiêu nghiệm. Các bạn hiểu như thế chưa? Có bao nhiêu X0 thì có bấy nhiêu nghiệm. Và chúng ta thằng này này, F phẩy X0 mà bằng 6 thì hầu như là nó sẽ mở khóa được 99%. Đấy, toàn bộ cái bài toán 8 cộng này rồi.
Được chưa? Vậy các bạn thấy giải phương trình này thôi nhá. F phẩy không nó chính là thằng này. F phẩy đây đúng không? À, bằng 6 thì các bạn giải này. Đó là gì? F phẩy x0 mà bằng 6 thì chúng ta tương đương ra cho thầy đó là x0 tất cả mũ 3 trừ 7x0 mà sẽ bằng 6. Đấy, được chưa? Thì các bạn giải ra xem là nó có bao nhiêu nghiệm các bạn nhá. Đấy, thằng này là hàm số bậc 3 đúng không? Thì các bạn giải ra xem nó có bao nhiêu nghiệm nghiệm này. 154, đủ chưa? 154 thì thằng này là 1 bằng này, 0 bằng này, trừ 7 bằng này đúng không? Và trừ 6 bằng đúng không? Các bạn bấm máy tính nhá, nó sẽ ra nghiệm mà. Đấy, xem có bao nhiêu nghiệm. À, một nghiệm là bằng 3 này. Đấy, một nghiệm x bằng 3 này đúng không? X0 bằng 3 này. Đấy, một nghiệm nữa này. X0 bằng -1 này đúng không? X0 bằng -1, được chưa? Và một nghiệm nữa đó chính là x0 bằng -2. Các bạn nhìn thấy này, x0 bằng -2. Chuẩn chưa? Ok chưa? Ok, tức là chúng ta nhìn ra theo thầy là có 3 cái giá trị x0 thỏa mãn đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ rằng là thằng này nó chưa phải là xong, tức là nếu như bạn nào chọn đáp án cả 3 đáp án là có 3 điểm là sai ngay. Có 3 điểm là sai ngay. Bởi vì sao lại thế? Bởi vì các bạn cần phải quan sát lại cho thầy cái đồ thị của nó. Đó chính là chúng ta quan sát lúc nãy là thầy tính ra 3 cái điểm x cực trị, chắc chắn là nó phải có cơ sở của nó. Đúng không? Thì các bạn nhìn thấy là để một tiếp tuyến mà cắt đồ thị tại 2 điểm được nữa, mà đây là đồ thị hàm số 4 trừ phương đúng không? Thì thế các bạn nhìn thấy này. Cái hai nghiệm này x0 bằng -1 và x0 bằng -2, tức là nó có thể nằm trong đoạn từ cái trừ căn 7 cho đến căn 7 được. Đấy, nhưng mà cái thằng 3 này các bạn này, x0 bằng 3 này các bạn này, x0 bằng 3 thì nó phải nằm ở tít đầu này cơ. X0 bằng 3 các bạn nhìn thấy, x0 bằng 3 đây. Thì suy ra là cái đồ thị của nó là nó không thể cắt tại hai điểm phân biệt được. Đấy, không thể cắt tại hai điểm phân biệt được, đúng chưa? Nó chỉ có hai điểm này thôi, nó phải thỏa mãn thôi. Tức là sau khi mà các bạn tìm ra ba nghiệm x0 rồi thì cái x0 của các bạn nó phải chắc chắn là nó phải chạy trong khoảng từ trừ căn 7 cho đến căn 7. Thậm chí là các bạn phải loại thầy cái điểm 4 này nữa ra nữa. Nhưng mà điểm 4 này nó không, chắc chắn không phải chung rồi. Không chung điểm 4 thì không phải loại. Đấy, x0 của chúng ta phải nằm ở trong khoảng từ x cực tiểu cho đến x cực đại của hai cái x max của nó. X nhỏ nhất đó là bằng trừ căn 7, x lớn nhất là bằng căn 7, tức là nó chỉ có nằm trong khoảng này thì nó mới cắt tại hai điểm được các bạn này. Còn x bằng 3 thì các bạn thử vẽ, các bạn tự hình dung ra thấy đi. Thằng này bằng căn 7 đúng không? Là bằng 2, mấy rồi. Bằng 3 có nghĩa là nó nằm ở đây. Đấy, thì các bạn thử vẽ cái tiếp tuyến xem nó có cắt tại hai điểm phân biệt được không? Thì các bạn sẽ suy ra ngay nó không thể cắt được hai điểm phân biệt được, đúng chưa? Tức là không thể có một điểm M, điểm N. Đấy, vậy chứng tỏ rằng là nó chỉ có hai điểm duy nhất, đó chính là tại x0 bằng -1 và x0 bằng 2, bằng -2. Được chưa? Vậy nó chính là đáp án B. Đấy, nó chính là đáp án B, được chưa? Các bạn hình dung cho thầy cái bài toán này chưa? Bài toán này thì nó chỉ có đúng một cái điểm nhấn duy nhất thôi, đó là chúng ta phải khai thác cho thầy cái dự kiện này này. Y1 trừ Y2 trên cho X1 trừ X2. Đó chính là cái phương trình đường thẳng này thì nó sẽ suy ra cái hệ số góc của đường thẳng MN được, đúng không? Suy ra một cách nhanh nhất cái hệ số góc của đường thẳng MN được. Và đường thẳng MN này nó chính là cái phương trình tiếp tuyến luôn. Và hệ số góc của cái phương trình tiếp tuyến luôn luôn là F' tại X0. Được chưa? Ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ giải cái phương trình F' X0 bằng 6 này ra thì sẽ tìm ra chắc chắn là có 3 nghiệm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải ước lượng xem là có 3 nghiệm này chắc chắn có một loại nghiệm loại đi, bởi vì nó sẽ không cắt cái đồ thị này tại hai điểm được. Đề bài người ta bảo này, đề bài người ta bảo là gì đây? Là tiếp tuyến làm sao để phải cắt tại hai điểm phân biệt là M và N nữa cơ. Tức là 3 điểm A, M, N phải thẳng hàng. Trong đó là gì? M và N khác A. Các bạn nhớ thầy, M và N khác A nhé. Tức là nó phải phân biệt nhau. Thì chúng ta phải loại thầy là x bằng 3 nó đi. Được chưa? Đã hiểu bài này chưa? Nếu như bạn nào đang hiểu được tầm khoảng 7-8 phần rồi thì các bạn sẽ nhanh chóng, các bạn sẽ làm cho thầy câu số 30. Câu số 30 cũng chính là một câu mức 8 cộng. Được chưa? Là một câu mức 8 cộng để các bạn sẽ ngấm mực luôn dạng này. Mà thậm chí đề năm nay không có thì các bạn vẫn phải làm được cho thầy cái đề học kỳ. Thậm chí đề thi thử nó cũng sẽ bám sát cái đề của bộ năm 2018. Thì chúng ta sẽ chiến được ngay. Được chưa? Thế bây giờ nhiều bạn hỏi là tại sao ba loại? Bởi vì các bạn thử x bằng 3 vào xem nó có đủ cắt được hai điểm phân biệt không đã. Nó không thể cắt tại hai điểm phân biệt được. Ok chưa? Đấy, đó tức là chúng ta phải loại nghiệm chứ đừng bao giờ mà vội vàng là kết luận là ba nghiệm luôn là sai luôn. Đấy, câu số 30 tương tự nhá, câu số 30 cũng hoàn toàn tương tự. Được chưa? Nào câu số 30, sau khi các bạn đã nắm chắc được bài rồi thì những câu như thế này chúng ta sẽ có xử lý trong vòng đúng 30 giây thôi. Đấy. Những câu như thế này sau khi các bạn đã nắm chắc được đề bài rồi thì chúng ta chỉ cần xử lý trong vòng đúng 30 giây thôi. Nó không hơn không kém. Bản chất là chúng ta phải có cách làm nhanh. Còn nếu như mà làm theo phương pháp bình thường ấy thì nó rất lâu. Đấy. Và đương nhiên nếu như bạn nào cần file PDF
và có lời giải đáp án chi tiết, thầy sẽ gửi tặng cho các bạn để các bạn tham khảo hết tất cả các cách giải luôn. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Sẽ gửi tặng cho bạn file PDF có đáp án và lời giải chi tiết để các bạn sẽ xem lại để các bạn biết được luôn. Đấy. Ok chưa? Ok, rồi nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đấy, bắt đầu luôn nhá. Bắt đầu tiếp tục câu số 30. Tương tự nếu bạn nào mà đã nắm được câu số 29, đã ngấm được rồi, ngấm được 7-8 phần rồi thì các bạn làm tiếp cho thầy câu số 30 để các bạn có thể hiểu thêm một tí nữa, hiểu hơn một tí. Để đối với những dạng mà nó có tiếp tuyến mà có điều kiện, thằng này là thằng tiếp tuyến nhưng mà có điều kiện kèm theo chứ không phải tiếp tuyến đơn giản đâu. Tiếp tuyến đơn giản thì nó chắc chắn là ok rồi, nhưng thằng này nó là tiếp tuyến nhưng mà nó lại dạng khó. Được chưa? Ok chưa? Nó chỉ 30 giây thôi. Nào các bạn chú ý này, chúng ta sẽ suy ra đây nhá. Bản chất nhiều bạn hỏi là tại sao hệ góc thì thầy đã giải thích ở câu số 29 rồi. Thằng này là không giải thích lại nữa mà chúng ta sẽ chiến luôn. Đó chính là gì? Chúng ta sẽ có này là y1 trừ y2 trên cho x1 trừ x2 thì nó chính là bằng 4, đúng không? Đó, chúng ta rút ra cho thầy nó chính là cái thằng này. Và thằng này nó chính là gì đây? Nó chính là hệ số góc. Hệ số góc của phương trình tiếp tuyến, tức là chúng ta có là thầy là k, nó chính là bằng f' tại x0 và đương nhiên nó vẫn là bằng 4. Chính xác chưa? Ok chưa? Nó cực kỳ nhanh vãi linh hồn luôn, cách này cách nhanh nhất. Và đương nhiên nó có 3 cách khác nhau nữa cơ. Đấy. Nó sẽ có 3 cách khác nhau nữa cơ. Nhưng mà cách này nó vẫn là cách nhanh nhất. Ok chưa? À, và tương tự chúng ta có này, f' tại x0 chúng ta thay vào đây cho thầy luôn nhá. Này, nhìn này, thằng này tính nhẩm luôn. Là bằng 4/6 đúng không? 4/6 x0 tất cả mũ 3, đúng không? Trừ cho gì đây? Trừ cho 14/3. Đấy, 14/3 x0 đúng không? Thì bằng 4. Chuẩn chưa? Đấy, chuẩn chưa? Thế thì bây giờ các bạn bấm máy tính xem là có bao nhiêu nghiệm nhá. Các bạn bấm máy tính luôn trực tiếp luôn thầy này. Thằng này hệ số A là bằng 4/6 này. Đấy, B thì chắc chắn bằng 0 rồi. C thì chắc chắn là bằng gì? Bằng nào? Các bạn bấm đi. Đừng có chọn linh tinh, bài này nó phải có, đây chính là dạng phương trình tiếp tuyến nhưng mà nó có điều kiện kèm theo. Và đương nhiên chúng ta phải giải mã, chúng ta phải bẻ khóa cái điều kiện đấy xem là nó sẽ có liên quan đến những bảng kiến thức nào mà chúng ta đã được học rồi. Đúng chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy này, thằng này là trừ mấy đây, trừ 14 chia 3, đúng không? Và cái D của chúng ta nó là bằng trừ 4. Đấy, các bạn bấm máy tính ra xem nó có mấy nghiệm. Đương nhiên là đề của cấp bộ giáo dục thì hầu như không có đề nào nó khó hẳn hơn đề nào đâu. Đấy, một cái bằng 3, một cái bằng trừ 1 và một cái bằng trừ 2. Tức là nghiệm của nó vẫn giữ như cũ. Đấy, đúng không? Nghiệm của nó vẫn có 3 cái là x bằng 3 này. Đấy, x bằng trừ 1 và x bằng trừ 2, đúng không? Đấy, được chưa? Thế thì bây giờ các bạn sẽ hiểu rằng là chúng ta phải tìm lại x cực trị của nó đã. Tìm x cực trị của thằng này. Xem là nó sẽ chạy trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Đúng không? Chúng ta sẽ tìm ra thầy thằng này có bao nhiêu điểm cực trị nhá. Các bạn tính y phẩy ra cho thầy nào. Y phẩy nó chính là bằng gì? Bằng thằng này đúng không? 4/6 này, 4/6 x mũ 3 mà trừ cho 14/3 gì nhỉ? X đúng không? À thằng này thì nó vẫn có 3 nghiệm như cũ thôi. Thằng này vẫn có 3 nghiệm như cũ, tức là x bằng 0 này và x bằng cộng trừ căn 7 đúng không? Sau khi các bạn đã tìm ra 3 cái nghiệm x0 này rồi nhá, thì các bạn phải nhớ thêm cái điều kiện, đó là thằng x0 của chúng ta nó sẽ phải chạy từ trừ căn 7 cho đến căn 7 thì nó mới tạo ra một tiếp tuyến mà cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt được. Tại sao lại có điều kiện này? Các bạn nhớ này, tại sao lại có điều kiện này? Các bạn nhớ nhá, tại sao lại phải có điều kiện này? Bởi vì nếu như không có điều kiện này thì nó sẽ không cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt m và n được. Đấy. Được chưa? Nó phải có điều kiện này để nó mới cắt tại hai điểm phân biệt. Thậm chí nó còn phải có thêm một điều kiện là nó phải khác cái điểm uốn nữa ra cơ. Nhưng mà cái này chắc chắn không có trùng điểm uốn, các bạn không cần phải quan tâm. Đấy, vậy nó chỉ còn duy nhất là hai điểm thôi. Điểm 3 này chắc chắn loại đi, thằng này 3 chắc chắn loại đi này. Nó chỉ còn lại là trừ 1 và trừ 2 thôi. Ok, giống như trên luôn, y xì như trên luôn. Ok chưa? Đấy, và đương nhiên có rất nhiều cách luôn. Nó có từ dao động từ tầm khoảng 2 cho đến 3 cách. Đa số bài này nó rơi vào 3 cách. Ok chưa? Tương tự như thế các bạn có thể làm cho thầy câu số 31 và câu số 32. Các bạn làm xong thì các bạn sẽ comment cho thầy cái đáp án của các bạn làm nhá. Ok. Ok, câu số 31 nào. Hơn 1.000 cái bị chặt rồi.
Câu số 31 đáp án gì đấy các bạn ơi? Câu số 31 thì đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? Câu số 31 cũng hoàn toàn tương tự thôi nhá. Đó là đáp án B, thầy sẽ cho các bạn đáp án luôn nhá. Đấy, nó cực kỳ nhanh luôn đúng không? Nhanh vãi linh hồn luôn. Đây câu điểm 8 nhưng mà nó là dạng về tiếp tuyến, nhưng mà tiếp tuyến có điều kiện kèm theo. Chứ không phải là tiếp tuyến viết phương trình tiếp tuyến bình thường đâu. Ok chưa? Đấy, nó không phải là viết phương trình tiếp tuyến. Đấy, bạn nào mà xem này muốn nhận file PDF, các bạn chỉ cần gì nhỉ? Share về trang cá nhân của các bạn ấy và share vào 5 group học tập, sau đó thì các bạn sẽ được nhận file PDF đúng không nhỉ? Có đáp án và lời giải chi tiết. Ok chưa? Tương tự câu số 32. Câu số 32, những câu nào mà đã có cùng dạng rồi, nếu bạn nào mà muốn làm cách số 2 hoặc cách số 3 thì thầy sẽ gửi cho các bạn file PDF thì các bạn đọc trước đi nhá. Đấy, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều cái chuyên đề chúng ta cần phải chữa. Gặp câu này cứ chọn hai nghiệm là vạ luôn. Ok. không nên. Tiếp tục câu số 32 các bạn ơi. Câu số 32 nó cũng hoàn toàn tương tự thôi nhá. Câu số 32 các bạn làm tương tự thôi. Và hầu như làm thì các bạn biết được ngay mà, nó là đáp án B nhá. Đấy, câu số 32 thì nó là đáp án B. Ok chưa? Tí nữa chúng ta sẽ làm cho thầy cái câu đồ thị này này. Thầy sẽ giảng cho bạn câu đồ thị này, nó cực kỳ hay luôn nhá. File PDF thầy gửi cho các bạn mà. Để nói rồi nhiều bạn bây giờ cứ nhảy vào thì hỏi file PDF đâu. Đấy, file PDF đâu. Các bạn comment đi. Đây câu 32 và câu 31 cũng hoàn toàn tương tự. Với cách giải thì các bạn, bạn nào chưa hiểu thì các bạn làm lại cho thầy hai câu đấy. Và cái quan trọng nhất là các bạn phải hiểu cho thầy là tại sao lại có hệ số góc như thế. Nhiều bạn hỏi là, nhiều bạn bây giờ đang hỏi rằng là tại sao cái thằng này nó lại là hệ số góc. Đấy, thằng này nó tại sao nó lại hệ số góc thì các bạn phải xem lại với thầy câu số 29, xem là thầy xây dựng các bạn công thức hệ số góc đó là như thế nào. Đấy, ok chưa? Thì chúng ta mới có thể làm được. Đấy, được chưa? Làm câu số 33, câu 33 nó cũng chính là một câu về 8 cộng. Được chưa? Câu số 33 là một cái câu về 8 cộng. Ok chưa? Group VIP thì các bạn đã bảo group VIP thì các bạn không cần phải làm gì, có vẫn có file này luôn. Và đương nhiên rằng là những bạn nào trong group VIP thì các bạn được ưu tiên tặng trước luôn nha. Câu số 33. Ok chưa? Thằng này nó là bậc 8 đấy các bạn ạ. Câu 33 nhìn thế thôi nhưng không đơn giản đâu. Nó là bậc 8 đấy. Đấy, nó là bậc 8 thì các bạn cần phải để ý. Còn nếu như mà không để ý thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ bị ao ngay. Câu 33 nhá. Thầy chữa chi tiết mà, yên tâm, thầy phải chữa chi tiết. Cả một bạn xem thầy vẫn chữa. Đây uống gì là có hơn 1,1 nghìn bạn xem. Một bạn xem thầy vẫn chữa chi tiết. Được chưa? Ông nào vội vàng hay là đi vệ sinh hay là đi đái gì đấy thì cứ đi đi. Không sao cả nhá. Mới vào thầy ơi, giải thầy giải cho em hiểu với. Ôi giời ơi, ông bây giờ lại nhảy vào ưu tiên những bạn nào xem từ đầu đến cuối thôi ông ạ. Ok chưa? Đấy, livestream xong thì lơm đơm chúng ta xóa luôn, đỡ phải lằng nhằng, bởi vì chỉ dành cho những ông nào xem trực tiếp mới hay thôi, còn xem lại để nói làm gì. Đấy, câu số 33 được chưa? Yên tâm, một bạn thì thầy vẫn giải chi tiết cho. Điều quan trọng nhất các bạn phải bình tĩnh để các bạn xem nó đề thi thật năm 2018, mà đừng có nói mở mồm ra nói dễ nhá. Đừng có mở mồm ra nói dễ, bởi vì nó không dễ ăn đâu. Đấy, nó không dễ để các bạn sơi được như thế đâu nhá. Nào, câu số 33, nào bắt đầu thầy chữa câu số 33. Được chưa? Tại sao lại bỏ x bằng 3? Bởi vì x bằng 3 thì nó không thỏa mãn điều kiện. Bởi vì các bạn nhớ thầy thằng này này, thầy đang nói lại các bạn một lần nữa tại sao phải bỏ x bằng 3. Bởi vì x bằng 3 nó nằm ngoài cái khoảng cái giá trị x cực trị của nó, mà nó phải có thêm một điều kiện là cắt tại hai điểm phân biệt M và N, tức là tiếp tuyến tại C ấy. Tiếp tuyến của C tại điểm A này này là nó phải cắt tại hai điểm phân biệt M và N. Nếu như nó bằng 3 thì nó không thể cắt được cái đồ thị tại hai điểm phân biệt M và N. Đã hiểu chưa? Thế thôi. Có gì đâu mà phải nói nhiều. Câu số 33 nhá. Đấy, câu số 33. Ok. Ok. Tiếp tục câu số 33. Ông nào mà đi học cái khác thì ông cứ đi học đi, tôi kiểu một bạn tôi vẫn dạy thế thôi. Ông nào không xem trực tiếp thì thôi. Đấy, đã bảo chỉ có ưu tiên những bạn nào xem trực tiếp thôi. Đang bị mờ à? Các bạn có bị mờ không? Ok, nào tiếp tục nào, câu số 33. Câu số 33 là một câu 8 cộng nhá. Đấy, nó chính là câu về 8 cộng mà chúng ta sẽ cố gắng giải quyết trong vòng từ 30 cho đến 1 phút thôi, 30 giây nhá, cho đến 1 phút thôi. Đấy, cố gắng là chúng ta sử dụng cách làm nhanh nhá. Ưu tiên cách làm nhanh là chính thôi. Ok chưa? Câu số 33. Nói chung là câu số 33 này thì nó cũng sẽ có rất rất nhiều cách. Nó cũng có rất nhiều cách. Ok, nào bây giờ thầy giảng cho bạn về cách hiểu bản chất này nhá. Ok, câu số 33 đó chính là như sau. Thì các bạn nhớ ra thì câu hỏi của người ta đã có tất
cả bao nhiêu giá trị nguyên của m, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m, các bạn nghe cái câu này chưa? Đấy, câu hỏi của người ta thì các bạn phải cần phải để ý. Để cho hàm số này đạt cực tiểu tại x bằng 0, đúng không? Thì cái này trong sách giáo khoa người ta có phải có hai điều kiện, đúng không? Điều kiện thứ nhất là thằng f phẩy tại 0 thì phải bằng 0, và điều kiện thứ hai là f2 phẩy tại 0 thì phải như nào? Vì nó đạt cực tiểu, thành ra suy này nó phải, thằng này nó phải lớn hơn 0. Chuẩn chưa? Đã chuẩn, cái này kiến thức này là trong sách giáo khoa này, đừng hỏi vì sao nó lại như thế. Trong sách giáo khoa định lý 1, định lý 2 trong chương 1 trong sách giáo khoa đấy. Đã để đạt cực tiểu tại một điểm là nó như thế này. Còn nếu đạt cực đại thì làm sao? Đạt cực đại thì thằng f phẩy tại 0 thì bằng 0, và thằng này nó phải cần nhỏ hơn 0 nữa được, đúng chưa? Ok chưa? Đấy, đó chính là cái câu số 33, đó là cái mấu chốt của nó vẫn là thằng này. Vậy điều kiện đầu tiên thì các bạn nhớ này, chúng ta phải đầu tiên phải tính y phẩy ra, đúng không? Tính y phẩy ra cho thầy. Đấy. Ok chưa? Tính y phẩy ra, bởi vì sao? Thằng này là hàm bậc 8. Các bạn nhìn thằng này là nó là hàm bậc 8. Ok chưa? Thế bây giờ các bạn tính y phẩy ra là thằng này chính là bằng gì? Bằng 8x mũ mũ 7, được chưa? Mà trừ cộng cho gì? Cộng cho 5 nhân cho m trừ 2 nhân x mũ mấy? X mũ 4, đúng không? Và trừ cho 4 nhân cho m bình trừ 4 tất cả nhân cho x mũ 3. Chuẩn chưa? Đấy, các bạn tính y phẩy ra xong chưa? Đấy, tính y phẩy ra xong rồi đúng không? Đấy. Vậy sau khi tính y phẩy ra xong rồi thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đó là các bạn nhìn thấy là x mũ 7, x mũ 4 và x mũ 3, đúng không nhỉ? Nhưng cái quan trọng nhất của các bạn là các bạn phải để ý này, thằng này nó mới gọi là tinh vi này. Thằng này nó đúng chính là tinh vi các bạn này. Tinh vi. Đấy, tinh vi ở chỗ là chúng ta không nên đưa x mũ 3 ra bên ngoài làm nhân tử chung, mà chúng ta chỉ có việc là chúng ta nên đưa x bình ra ngoài làm nhân tử chung thôi. À, x bình ra ngoài làm nhân tử chung, đúng không? Thì chúng ta thấy cho thầy rằng là chúng ta trong ngoặc sẽ còn lại này. Đó là 8x mũ 5 cộng 5 thừa số cho m trừ 2 nhân x và trừ cho 4 thừa số cho m bình trừ 4 tất cả nhân x. Đấy, đóng ngoặc lại. Đấy, được chưa? Đây chính là y phẩy, nó vẫn y phẩy như thế nha. Tại sao thầy lại đưa x bình ra bên ngoài mà không đưa x mũ 3? Đó là cả một cái điều gì đấy nó mang tính chất là tinh vi của chúng ta. Và các bạn phải nhớ thầy này, bây giờ người ta sẽ động chạm đến từ có nghiệm bằng không. Nếu như mà nó đưa x mũ 3 bên ngoài thì có nghĩa là nó không liên quan gì cái phía sau này nữa, thì chúng ta không thể biện luận theo m được. Các bạn hiểu với thầy chưa? Mà chúng ta rút x bình ra bên ngoài bởi vì toàn bộ số cực trị của nó không ảnh hưởng đến thằng x bình này. Số cực trị của hàm số trên ấy nó không ảnh hưởng đến thằng này, mà nó chỉ có ảnh hưởng đến thằng này thôi. Thằng này nó chính là cái hàm số y bằng gì? Y bằng gx đi. Đấy, y bằng gx tức là số cực trị của hàm số gốc thằng này này. Số cực trị của hàm số này, được chưa? Làm số gốc thì nó chính là ảnh hưởng bởi toàn bộ 100% là cái hàm số y bằng gx, còn cái x bình này nó không liên quan, bởi vì người ta gọi là thằng này gọi là điểm nghiệm bội chẵn. Đấy, là nó không liên quan. Đấy, các bạn hiểu như thế chưa? Không liên quan. Ok. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta phải giải cho thầy thằng này như thế nào, đó chính là chúng ta phải giải điều kiện dựa vào cái thằng điều kiện này này. Điều kiện này thì chúng ta lắp vào thằng này thôi. Đấy, được chưa? Tức là nó phải có nghiệm bằng 0, đúng không nhỉ? Và có nghiệm bằng 0, và sau đó thì chúng ta thấy chắc chắn là có nghiệm bằng 0 rồi nhá. Thay 0 vào thì chắc chắn là có nghiệm rồi. Và f phẩy phẩy tại 0 thì nó phải lớn 0, đúng không? F phẩy phẩy tại 0 thì chúng ta tính đạo hàm thằng này ra. Các bạn tính đạo hàm thằng g phẩy này nhá. G phẩy này ra. Đây bản chất là g phẩy x này, g phẩy phẩy của x đi. G phẩy phẩy của x. Tức là tính đạo hàm một thằng này một lần nữa để chúng ta giải quyết cái bài toán cái điều kiện số 2, đúng không? Điều kiện số 2, điều kiện số 1 thì hầu như là đã xong rồi mà. F phẩy tại 0 bằng 0, các bạn thử thay x bằng 0 ở đây, nó có bằng 0 không? Có mà, đúng không? Thiếu x bình thế thôi, x bình chỗ nào? À, x bình chỗ này à? À, x bình, à chỗ này x bình, ok. X bình chưa ảnh hưởng, chưa ảnh hưởng, chưa liên quan. Chưa liên quan, được chưa? Đấy, tức là chỉ cần thiếu một dấu đây thôi. Còn nữa tất cả các số liệu còn lại nó không liên quan. À, không liên quan, được chưa? Thì các bạn chú ý cho thầy này. Chú ý cho thầy nhá, đó là chúng ta giải điều kiện này, đúng không? Chúng ta có này, tương tự này, thầy viết lên đây cho các bạn này, đó là f phẩy tại 0 thì là phải gì? Bằng 0, và f2 phẩy tại 0 thì nó phải lớn hơn 0, được chưa? Chúng ta sử dụng thầy điều kiện này. Nhưng mà các bạn nhớ thầy này, điều kiện số 1 thì nó đã thỏa mãn rồi. Đấy, điều kiện số 1 thì nó đã thỏa mãn rồi nhá. Đấy, tức là thay x bằng 0 vào thì chắc chắn nó bằng 0 rồi, nó là nghiệm rồi đấy. Nó là nghiệm rồi. Nhưng còn một cái nữa, đó chính là f phẩy phẩy, tức là chúng ta tính cho thầy đạo hàm thằng gx này một lần nữa. Đấy, thầy có này, g 2 phẩy của x, thằng này là g phẩy rồi nhá, thằng này đạo hàm cấp 1 rồi đấy, thằng này là đạo hàm cấp 2 thì nó chính là bằng gì? 40 x mũ 4, được chưa? Đấy, chỗ này này, cộng cho 10 nhân cho m trừ 2 nhân cho x
và đương nhiên là gì nhỉ? Trừ cho 4 nhân cho m bình trừ 4 đúng không? Đó, đây chính là g phẩy phẩy. Và đương nhiên chúng ta phải giải cho thầy rằng điều kiện số 2, còn điều kiện số 1 thì đương nhiên nó bằng rồi. Bạn thử thay x bằng 0 vào đây. Chỗ này 0 này, 0 này, 0 này thì bằng 0 rồi, đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ có thầy rằng là gì nhỉ? G phẩy phẩy tại 0 thì nó phải lớn hơn 0. Đấy, đồng nghĩa việc là chỗ nào có x thì các bạn thay bằng 0 vào đây. Đó, chỗ nào có x thì bạn thay bằng 0 vào đây thì chúng ta sẽ được đó chính là gì các bạn nhỉ? Đây thằng này bằng 0 này, 0 này, thằng 0 này đúng không? Nó chỉ còn lại là trừ 4 thừa số cho m bình trừ 4 là nó phải gì? Nó phải lớn hơn lớn 0 và tương đương với m bình của chúng ta là gì các bạn nhỉ? M bình trừ 4 nó phải nhỏ hơn 0. Đúng không? Nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ có hai nghiệm là trừ 2 với cả là 2 thì m của chúng ta nó sẽ nằm trong khoảng từ trừ 2 cho đến 2. Vậy có nghĩa là m của chúng ta chỉ có bằng trừ 1, bằng 0 và bằng 1 thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Ok chưa? Vậy chỉ còn lại là chỉ có đúng duy nhất 3 giá trị của nó thỏa mãn thôi. Chỉ có duy nhất 3 giá trị của thỏa mãn thôi. Và kiến thức nền tảng của nó cũng chính là thằng này. Là thằng này nó nằm trong sách giáo khoa. Định lý 1 và định lý số 2 trong sách giáo khoa là điều kiện để một hàm số đạt cực trị tại một điểm. Hoặc đạt cực đại hoặc đạt cực tiểu tại một điểm. Đây là chính là điều kiện. Đấy, được chưa? Và không bao giờ có cho bằng. Nếu sách giáo khoa là không có bao giờ có cho bằng nhá. Đã, và chỉ có đúng 3 giá trị là m bằng trừ 1, m bằng 0 và m bằng 1 thôi. Ok chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án A. Đấy. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Đã hiểu chưa? Đấy. Tương tự như thế thì thầy sẽ giảng cho các bạn là gì? Còn cái x x ngoài x x2 bên ngoài không ảnh hưởng. X2 bên ngoài không ảnh hưởng bởi vì thằng này nó đều gọi là gì? Là nghiệm x bằng 0 nhưng mà nó sẽ gọi là nghiệm bội chẵn, tức là đạo hàm của nó không đổi dấu. Thì tại x bằng 0 ở ngoài này nó sẽ không phải là cực trị. Các bạn nhớ nhá. Đấy. Được chưa? Câu này câu 8 cộng nhưng thực ra thì nó dễ vãi linh hồn, thầy còn làm giải gọi chi tiết ra đấy. Đấy. Thầy ơi, gần xong chưa thầy? Em nhớ người yêu. Ôi trời ơi. Mấy ông kia là giờ nhớ người yêu mà làm sai thì lấy người yêu, lấy cu của người yêu ra mà chặt đi nhá. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi. Nghiệm x mũ 2 bên ngoài là nghiệm đơn bội chẵn thì chắc chắn là nó không ảnh hưởng gì đến cái phía trong cả. Đấy. Ok chưa? Tụt view rồi, tụt khi không quan trọng. Thì một bạn xem thầy vẫn dạy, thế thôi. Ok chưa? Không cần phải xoắn. Bạn nào muốn được điểm 8, điểm 9 thì các bạn nhớ xem cho cẩn thận vào. Được chưa? Bạn nào chưa hiểu, bạn nào hỏi này, sao lại bỏ x mũ 2 ra ngoài. Đó, lại hỏi lại rồi. Bạn có thể là đấy nhá, được chưa? Ok chưa? Nhưng mà các bạn nhớ thầy một cái điều này. Nhớ thầy một cái điều nhá. Ok chưa? Ok chưa? Nhưng mà các bạn nhớ thầy một cái điều này. Một cái điều nhá, thằng này là có 3m rồi nhá. Thằng này có 3m rồi đúng không? Tức là có 3m rồi nhá. Có 3m rồi đúng không? Nhưng các bạn nhớ thầy một cái điều này rất là quan trọng, đó chính là như sau. Các bạn nhớ này, thằng này là nó chính là lừa tính rất là nhiều. Nếu ông nào lúc nãy mà chọn đáp án A thì chắc chắn là ông ấy sai. Ok chưa? Ông nào mà lúc nãy chọn đáp án A thì ông sai bởi vì chúng ta đang còn thiếu mất một trường hợp rất quan trọng. Đó chính là như sau. Đấy, đó chính là như sau các bạn nhớ này, đã có 3m rồi nhá. Giải theo trường hợp này nó đã có 3m rồi đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn thấy này, thằng này. Đấy, thằng này đây. Các bạn thấy rằng là nếu như mà cái này bằng 0 và cái này bằng 0 thì sao? Đấy. Các bạn nhìn thấy nhá, nếu như cả hai cái này bằng 0. Đấy, các bạn nhớ để ý đi. Còn một trường hợp nữa đúng rồi, chính xác, thằng này là thằng trường hợp 1 đấy, trường hợp 1 đấy, chính xác, bạn bây giờ tỉnh táo ra rồi đấy. Có nhiều bạn tỉnh táo ra rồi đấy. Bài này bài 8 cộng mà. Bài này bài chinh phục 8 cộng chứ đừng có tưởng dễ chơi nhá. Đừng có tưởng dễ chơi. Mà bài này là bài 8 cộng, tức là xác định rằng là nó là câu điểm 8, tức là nó phải có các trường hợp cụ thể chứ không để dễ chơi như thế được. Vậy trường hợp thứ hai là trường hợp cái gì? Trường hợp thứ hai thì chúng ta quan sát vào thầy cái hàm số của nó, đúng không? Tại sao thằng này là m trừ 2, chỗ này là m bình trừ 4? Chắc chắn là nó có dụng ý của nó. Dụng ý của nó đó chính là gì? Dụng ý của nó đó chính là chúng ta có thể cho cả hai cái này bằng 0 được. Cho cả hai cái thằng này bằng 0 được. Tức là các bạn nhìn thấy này, m trừ 2 bằng 0 và m bình trừ 4 bằng 0. Đó chính là trường hợp thứ hai. Đấy, được chưa? M bằng trừ 2 chắc chắn là không được rồi. Vậy chúng ta sẽ thấy thế này, thằng này là m mấy?
chỗ này là m bằng bằng 2 và chỗ này là m bằng bằng cộng trừ 2 đúng không? Vậy từ hai cái thằng này chúng ta sẽ suy ra thầy m bằng 2. Chúng ta phải xét xem là thằng m bằng bằng 2 này thì nó có đúng hay không? Đấy, chúng ta phải xét xem thằng này có đúng hay không đã nhá. Thử xem là thằng nào mà bây giờ biết, ông nào mà làm lúc nãy mà cãi phát biết ngay, ông nào chả có thấy ông nào cãi cả. Vậy chúng ta xét thầy m bằng 2 thì các bạn nhìn thấy là m bằng 2 thì thằng này bằng bằng 0 là hết rồi nhá. Thằng này mất đi nhá, thằng này cũng mất đi. Vậy toàn bộ cái hàm số này nó chỉ có một cái duy nhất, đó là xy bằng x mũ 8 mà cộng cho 1, đúng chưa? Y bằng x mũ 8 cộng 1 thì các bạn nhìn thấy tính y phẩy ra thì có phải bằng 8 x mũ 7 không? Đấy, và nó có một nghiệm bằng 0 đúng không? X bằng 0 này thì chắc chắn thằng này là điểm đạt cực tiểu các bạn này. Đồ thị của nó giống như kiểu parabol này, này. Thằng này là đúng mà, nó đạt cực tiểu x bằng 0 luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy nguy hiểm chưa? Nguy hiểm chưa? Vậy chứng tỏ rằng là gì? Là m bằng 2 đây này, nó vẫn thỏa mãn, được chưa? Đấy, thì suy ra m bằng 2 này là nó vẫn chỉ vẫn thỏa mãn, được chưa? Đấy, thử tí thôi mà nhiều bạn bây giờ không nói năng gì cả. Cái khó chỗ này đó chính là chúng ta phải chia trường hợp, nó phân biệt xem là ông nào giỏi và ông nào khá, khác biệt luôn. Ông nào khá thì ông chỉ làm được trường hợp số 1 thôi. Còn nếu như ông nào giỏi hẳn ấy thì ông sẽ biết rằng là thằng này nó còn một trường hợp nữa. Đó là trường hợp đặc biệt là chúng ta phải cho hai thằng này bằng 0. Được chưa? Cho hai thằng này bằng 0, vậy đáp án chính xác 100% nó phải là đáp án C, là bốn giá trị bao gồm có -1, 0, 1 và 2. Được chưa? Đấy. -1, 0, 1 và 2. Được chưa? Nó phân biệt xem là ông nào học khá và ông nào học giỏi là dựa vào hai trường hợp này luôn. Không có thì các bạn sẽ bị lừa tình rất nhanh. Ok chưa? Bằng -2 thì chắc chắn các bạn thử bằng -2 vào thì nó chắc chắn không được. Bởi vì -2 các bạn thay vào đây nó chỉ có cái này bằng 0 thôi, còn cái này vẫn giữ nguyên thì chắc chắn là không phải rồi nhá. Các bạn thử -2 vào đi. -2 thì không bao giờ có. Ok chưa? Đấy, đó chính là cái câu này. Các bạn cực kỳ lưu ý. Tương tự câu số 34. Thầy sẽ giảng các bạn câu số 34 tiếp tục nhá. Câu số 34, bạn nào đang hiểu câu số 33 rồi, đang thấy m đang hay rồi thì, hoặc ngấm được tầm khoảng 7-8 phần rồi, thì còn 2 phần còn lại để được cho ngấm được 9-10 phần thì các bạn quan sát để thầy làm cho các bạn câu số 34 thì các bạn sẽ biết được ngay nhá. Ok, nào, câu số 34. Đấy, câu số 34 này chắc chắn là chúng ta phải chia ra làm hai trường hợp, là trường hợp 1 và trường hợp số 2. Được chưa? Trường hợp 1 thì chúng ta phải thay cho thầy cái m này, chắc chắn là chúng ta phải cho hai thằng này bằng 0 đúng không? Hai thằng này bằng 0 tức là m có thể là bằng 4 hoặc là m bằng -4, đúng chưa? Ok chưa? Thì thay m bằng 4 vào thì các bạn nhìn thấy là chắc chắn đúng không? Tương tự thôi, thay m bằng 4 vào thì có phải là suy ra đồ thị của nó y bằng x mũ 8 cộng 1 đúng không? Bởi vì thay m bằng 4 thì thằng này bằng 0 này. Đúng không? Thằng này bằng 0 và thằng này cũng bằng 0 là mất hết luôn này. Đấy, được chưa? Thì suy ra rằng là nó chỉ còn là y bằng x mũ 8 cộng 1 thôi. Y bằng x mũ 8 cộng 1 thôi. Và thằng này thì chúng ta tính y phẩy ra thì bằng 7, 8x mũ 7 đúng không? Đấy, thì chắc chắn là cái đồ thị này nó có dạng là parabol, nó hướng lên trên, nó giống như thế này này. Ok chưa? Ok, thì chứng tỏ rằng là thằng này là có một giá trị là m bằng 4 rồi nhá. Chúng ta viết lại đây, m bằng 4 là đúng rồi, đúng chưa? Nhưng mà gì? Là m bằng -4 thì làm sao? M bằng -4 thì chắc chắn không được, bởi vì các bạn sẽ thay vào đây m bằng -4 này. Thằng này là bằng thằng này không này, nhưng mà thằng này chưa bằng không đúng không? Y bằng x mũ 8 gì? Mũ 8 mà gì? Mà trừ cho 8x mũ 5. Đấy, và cộng cho 1 đúng không nhỉ? Và các bạn tính ra y phẩy thì các bạn sẽ tính ra cho thầy nhá, là y phẩy của chúng ta nó chính là bằng gì? Nó có phải là bằng 8x mũ 7 đúng không? Và gì? Và trừ cho 40x mũ 4, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có một cái bằng 0 và chúng ta sẽ đặt x mũ 4 ra bên ngoài thì chúng ta sẽ suy ra được trong ngoặc sẽ còn lại là 8x mũ 3 mà trừ cho 40 thì bằng 0, đúng chưa? Thằng này là nghiệm gì? Nghiệm bội chẵn, tức là nó không thể là đặt cực trị tại x bằng 0, huống gì nó đặt cực tiểu. Đúng không? Đấy, được chưa? Vậy thằng m 4 là một cái thỏa mãn nhá. M 4 thì nó không thỏa mãn. Được chưa? Đấy, tương tự trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là chúng ta phải tính y phẩy ra này. Các bạn tính y phẩy ra thành thằng trường hợp thứ hai này. Đó chính là y phẩy bằng gì? Bằng 8x mũ 7 này. Đấy. Cộng cho gì? Cộng cho 5 thừa số cho m 4 nhân x mũ 4, đúng chưa? Và trừ cho 4 thừa số cho m bình trừ cho 16 nhân x mũ 3. Đây chính là y phẩy của chúng ta, đúng chưa? Rồi sau đó thì chúng ta vẫn tương tự thôi. Các bạn sẽ cho nó bằng 0 mà đúng không? Cho nó bằng 0 thì chúng ta sẽ đặt x bình ra làm ngoài làm nhân tử chung. Đấy, x bình ngoài làm nhân tử chung thì sau đó chúng ta sẽ còn lại là gì? Là 8 này, x mũ 5 này đúng không? Cộng cho 5 thừa số cho m 4 nhân x bình, đúng chưa? Và trừ cho 4 thừa số cho
m bình trừ cho 16 nhân x. Đấy, tất cả là bằng bằng 0. Đúng chuẩn thế này chưa? Ok chưa? Ok chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu cho thầy là một cái điều rằng là cái này nó không ảnh hưởng này đúng không? X bình này người ta bảo bỏ đi đâu rồi? X bình này nó gọi là nghiệm bội chẵn, tức là đạo hàm không đổi dấu quang, nghiệm x bằng 0 chỗ này. Thì chứng tỏ là thằng này nó không liên quan, không liên quan đến số cực trị của hàm số trên, mà nó chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến thằng này thôi. À, trực tiếp đến thằng này thôi. Tức là chúng ta giải cho thầy cái điều kiện đó chính là gì? Là f phẩy tại gì? Tại 0 là phải bằng 0, và f2 phẩy tại 0 là phải gì? Phải lớn hơn 0. Đấy, các bạn giải như thế này cho thầy thằng này nhá. Còn đừng hỏi là cái này lấy ra. Cái này nó chính là trong sách giáo khoa này. Đấy. Ok chưa? F phẩy tại 0 bằng 0. Đấy, chúng ta giải cho thầy thằng này chắc chắn là điều kiện đầu tiên này chắc chắn đúng rồi. Các bạn thử thay x bằng 0 vào đây. 0 này, 0 này, 0 này, đúng không? Đấy, tức là điều kiện thứ nhất thì hầu như không cần phải giải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần giải điều kiện thứ hai bằng cách là các bạn tính đạo hàm cho thầy nhá. Y2 phẩy nó chính là bằng gì đây? 40 x mũ 4, đúng không? 40 x mũ 4 này. Đấy, mà cộng cho gì? 10 nhân cho m trừ 4 nhân x, đúng không? Và trừ thằng này, trừ cho 4 thừa số cho m bình trừ 16 nhân à hết rồi. Là nó phải như thế nào? Lớn hơn, lớn không, đúng không? Sau đó các bạn thử thay y phẩy tại 0, y phẩy y2 phẩy tại 0, tức là các bạn thay x bằng 0 vào đây thì thằng này bằng hết này, thằng này cũng có dính x là hết này, nó chỉ còn thằng này lớn không. Vậy suy ra là m bình trừ cho 16 này phải nhỏ hơn không? Đúng chưa? Bởi vì toàn bộ thằng này là nó lớn không mà. Trừ 4 đã âm rồi, đúng không? Trừ 4 đã âm rồi thì suy ra là m bình trừ 6 là phải âm. Và tương tự chúng ta sẽ có rằng là m của chúng ta chạy trong khoảng từ trừ 4 cho đến 4. Chuẩn chưa? Trừ 4 cho đến 4 thì các bạn nhìn thấy là có mấy nhỉ? Có trừ 3 này. Đấy, sau đó trừ 2 này, trừ 1 này, 0 này, 1 này, 2 này và 3, đúng không? Có 7 cái rồi, đúng không? Có 7 cái m rồi và cộng cho một cái m bằng 4 như lúc nãy nữa. M bằng 4 ở trường hợp một số 1 ấy. Đấy, được chưa? M bằng 4 ở trường hợp số 1 ấy. Thì suy ra chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 cộng 1 thì là bằng 8 trường hợp. Được chưa? 8 cái thì suy ra đáp án chính xác của nó là đáp án A. Đấy, cái này thì chắc chắn không thể sai được. Ok chưa? Các bạn lưu ý thầy nhá. Đấy, đó chính là một trong những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Đề này nó chính là đề điểm 8, nhưng mà nó các bạn học khá hay học giỏi thì nó phân nhau ở chỗ rằng là chúng ta có biết cách để chúng ta chia trường hợp hay không, hay là thiếu trường hợp hay không là các bạn chết ngay. Ok chưa? Tương tự như thế, các bạn tự làm cho thầy câu số 35 và câu số 36 nhé. Câu số 35 và câu số 36 thì sau đó thì các bạn sẽ comment cho thầy đáp án xuống dưới nhé. Ok chưa? Bạn nào mà làm xong rồi thì chúng ta sẽ comment cho thầy đáp án ở phía dưới. Ok chưa? Đề này là đề năm 2018, sao gọi đề hay. Ok chưa? Cực đại thì nó vẫn hoàn toàn tương tự. Đây chính là đề thi thật đấy, chứ có phải là lan man hay cái gì đâu ông ạ. Đề thi thật của năm 2018 mà thầy vừa chữa cho các bạn những câu điểm 8, điểm 9 cộng trở lên đấy, là câu về phần hàm số. Và chương này chắc chắn là cái chương mà nó có số lượng câu nhiều nhất, kể cả trong đề thi học kỳ hay đề thi thử, thậm chí là đề thi thật năm 2019 này, thì số lượng câu trong chương hàm số vẫn là nhiều nhất. Đấy, thì các bạn chú ý cho thầy nhá. Các bạn làm cho thầy và sau đó thì chúng ta sẽ là suy ra nhá. Tương tự câu số 36 thì các bạn làm cho thầy nhá. Câu số 36 đáp án gì các bạn có thể comment cho thầy xuống dưới, thì thầy sẽ đọc cho các bạn đáp án nhá. Thầy sẽ gửi cho các bạn đáp án chi tiết dành cho những bạn nào share vào về trang cá nhân. Nhớ nhá, phải share về trang cá nhân và share vào 5 group học tập thì thầy sẽ gửi cho các bạn toàn bộ file PDF có lời giải và đáp án chi tiết nhá. Ok chưa? Ok, nào câu số 36 đáp án gì các bạn có thể comment xuống dưới nhá. Đấy, tí nữa bắt đầu chúng ta sẽ sau cái bài này chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng mà liên quan đến đồ thị này nhá. Ok. 36 đáp án gì đây các bạn ơi? Câu 36 và câu số 36 thì các bạn là 35 36 các bạn comment cho thầy nhá. 35 36 các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. Câu 35 thông báo đó chính là đáp án C. Câu 35 thông báo đó chính là đáp án C nhá. Hoàn toàn tương tự đến 100% luôn. Đấy, 35 đáp án C đúng rồi. Chính xác. Câu 36 đáp án chính xác của nó là đáp án B. Ok chưa? Đấy, nó cực kỳ hay luôn đúng không nhỉ?
Đấy, đúng chưa? Ok, nào bây giờ chúng ta chuyển sang cho thầy một số câu mà liên quan hàm số nhá. Sau đó thì nếu như còn thời gian thì chúng ta sẽ chữa tiếp cái đề thi thực tế, đúng không nhỉ? Là câu số 41 này là một câu 9 cộng này, câu này câu 9 cộng. Đấy, xác định câu 9 cộng tức là câu này làm xong câu này thì có thể đạt điểm 9, điểm 10. Nó dao động từ điểm 9 đến điểm 10 trong đề thi, câu số 41. Ok chưa? Có điểm báo máy thầy sẽ bị out, đừng có dọa thầy, máy thầy bây giờ máy đang gọi là cục gạch lắm rồi đấy. Trường hợp được đặc biệt, cực đại vẫn có trường hợp đặc biệt, tức là chúng ta luôn luôn phải xét cho thầy nếu như nó bằng không hay không nhé. Ok chưa? Là câu số 41 là một câu 9 cộng. Là câu 9 cộng này nó rất là hay và thầy sẽ giảng cho các bạn để làm sao chúng ta có thể chơi được những câu điểm 9, điểm 10 như thế này trong đề thi. Ok chưa? Ok, câu điểm 9 cộng nhá. Câu 9 cộng là xác định làm xong câu này nó chính là kiếm điểm 9, điểm 10 luôn. Và thầy hầu như là thầy sẽ giảng các bạn đến lúc mà các bạn hiểu ra thì thôi. Câu số 41. Bạn nào mà đang chưa chưa khó hiểu đối với những dạng đấy thì tí nữa thì thầy sẽ gửi các bạn file PDF và đáp án lời giải chi tiết nhá. Hôm nay sẽ tặng riêng cho các bạn luôn. Và yên tâm, tụt view không quan trọng, đã làm bài khó này thì chắc chắn là tụt, kể cả một bạn thì thầy vẫn dạy. Dạy những bạn nào mà gọi là yếu sinh lý thì các bạn ra ngoài đi. Ngoài ra ngoài trước đi đúng không? Không sao, vấn đề gì cả đúng không nhỉ? Giờ thì đã sau hơn một tiếng mà đã live stream mà gần đến bài cuối cùng vẫn còn 1.000 bạn đang xem. Các bạn biết là rất nhiều bạn đang quan tâm đúng chưa nhỉ? Và có rất nhiều bạn đang ủng hộ thầy. Các bạn thì xem là ở trên avatar ở trên thì có nhiều bạn là học sinh của thầy đấy, đều là hầu như trong group VIP hết đúng không? Ok chưa? 36 nào, câu số 41 nhá, là một câu về đồ thị của hàm số. Câu này là câu 9 cộng, tức là xác định là kiếm điểm 9, điểm 10 đối với những bài như thế này. Và thầy sẽ dạy cho các bạn để chúng ta làm sao để chúng ta xử lý được đối với những câu này là khó như thế nào nhá. Ok chưa? Câu số 41. Ok chưa? Nào, bây giờ mà bạn nào mà đã sẵn sàng rồi mà chúng ta muốn nghe câu đồ thị này mà đã thầy mà đã giảng thì hầu như các bạn sẽ hiểu cả thôi nhá. Đó, thì các bạn sẽ chú ý thầy rằng là chúng ta sẽ khô máu luôn. Đấy, khô máu luôn. Các bạn bạn nào sẵn sàng rồi, các bạn comment cho thầy số 1 xuống dưới để chúng ta bắt đầu là chữa những dạng đồ thị là liên quan đến câu số 41 và câu số 42. Được chưa? Tất cả những dạng đồ thị như thế này bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu hết. Ok chưa? Group VIP chắc chắn là sẽ có nhé. Bạn nào mà ở trong group VIP rồi thì chắc chắn là bạn sẽ được ưu tiên có trước. Tất cả mọi thứ đều có ưu tiên group VIP trước nhé. Xem bạn bạn nào mà sai chặt cu đối với những bài như thế này nhá. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu với những câu điểm 9, điểm 10 đối với những bài như thế này, xem là đối với những câu như thế này, điểm 9, điểm 10 với sự gọi là giảng giải của thầy thì xem các bạn có nắm được hay không nhá. Ok chưa? Các bạn nào đi vệ sinh thì đi thôi, kể cả có một bạn thì thầy vẫn chữa nhá. Hiện tại là chữa sau một tiếng vẫn còn hơn 1.000 bạn này, gần 1.000 bạn này thầy đã vui lắm rồi. Ok chưa? Comment đi. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu số 41 luôn. Câu số 41 thì nói trước cho các bạn đó là câu này là câu 9 cộng, tức là cái này là câu vận dụng gì các bạn nhỉ? Vận dụng cao rồi nhá. Câu vận dụng cao có trong đề thi. Bao nhiêu tiền một khóa vậy thầy? Thầy lấy theo tháng các em ạ. Hiện tại thì bạn nào mà đang xem livestream này, các bạn nhớ là muốn vào group VIP ý, thì các bạn chỉ cần đăng ký là 200.000 trên một tháng thôi các bạn nhá. 200.000 trên một tháng thôi. Và nếu như bạn nào đóng 6 tháng 1 đấy, đóng 6 tháng 1 thì tức là nếu như bạn nào đóng 6 tháng này đấy thì sẽ là tổng là 1 triệu 200 nghìn đúng không nhỉ? 1 triệu 200 nghìn trên một tháng. Thầy không phải là quảng cáo, bạn hỏi thì thầy nói thôi nhá. Đấy, thì sẽ được tặng một khóa luyện đề, được chưa? Tặng khóa luyện đề trị giá 900k nhá. 900k tặng khóa luyện này là chúng ta luyện 30 đề thôi. Chúng ta luyện 30 đề có lời giải đáp án, có video chữa chi tiết để tặng các bạn, được chưa? Ok chưa? Đây không phải là quảng cáo, các bạn hỏi thì thầy nói luôn. Vừa nấu mì vừa xem thầy dạy. Ok. Máy chuẩn bị bị sập nào, câu 41 nào, đề thi năm vừa rồi nhá. Ok chưa? Đấy, đây chính là người ta cho các bạn đồ thị của đạo hàm. Dạng này nó chính là dạng về đồ thị của đạo hàm mà chúng ta phải đọc được đồ thị đạo hàm. Đấy, mà dạng về đồ thị đạo hàm thì thầy đã làm cho các bạn rất nhiều rồi. Dạng này là dạng làm các bạn cực kỳ nhiều luôn. Được chưa? Hôm sau em đăng ký luyện đề được không? Đăng ký luyện đề thì các bạn mất 900 nghìn cơ. 900 nghìn nó rất phí. Mà trong khi đó thì đăng ký cả năm thì các bạn chỉ mất thêm 300 nghìn là 1 triệu 2. Mà các bạn học được học cả năm, học 8 tháng, học từng chuyên đề, từng chi tiết một đúng không? Thì nó sẽ được ưu tiên hơn rất nhiều so với việc là chúng ta đã đóng mỗi khóa luyện đề nhá. Nào câu số 41 nào. Đây thì người ta cho các bạn hai đồ thị là đồ thị đạo hàm hết. Tức là một cái là gì? Một cái nó chính là của GX, thằng này các bạn này. Thằng này nó chính là của GX các bạn này. G phẩy x đúng không? Đấy, và thằng này nó chính là của FX này. Thằng này nó chính là y bằng f phẩy của x. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ, các bạn phải phân biệt ra thằng nào là thằng f phẩy x, thằng nào thằng g phẩy x.
Đúng chưa? Thằng nào là thằng F phẩy X và thằng nào là thằng G phẩy X. Và để làm được những bài như thế này chúng ta vẫn phải sử dụng cái câu thần chú này, câu thần chú của thầy này, thần chú nhá. Đấy. Thần chú để làm được thằng thằng 9 cộng này đó chính là gì nhỉ? Mắt thì làm sao? Mắt thì chúng ta để nhìn, được chưa? Đấy. Và não thì làm sao? Não thì để ở nhà, được chưa? Đấy. Để làm được câu này thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng thầy cái câu thần chú này thì các bạn mới làm được. Tức là chúng ta chỉ có nhìn và quan sát thôi. Đấy, nhìn và quan sát thôi, còn bạn nào mà đã không dùng mắt thì các bạn sẽ chết ngay. Đấy, được chưa? Đấy, chỉ có mắt thì để nhìn và não thì để ở nhà, chỉ có làm được như thế này thôi. Ok chưa? Vậy chúng ta sẽ làm thầy như sau. Khôn như bạn quê tôi đầy. Đúng rồi, chính xác. Mất tiền thì vẫn hơn mà não để ở nhà, đúng không? Mắt thì để nhìn, tức là bài này nó chỉ có việc là chúng ta cần phải quan sát bằng mắt thường thì các bạn mới nhìn ra được vấn đề, không cần phải làm quá nhiều làm gì cả. Được chưa? Mắt nhanh cái não, chính xác. Ok, nào nhìn này, bắt đầu chúng ta nào, sẵn sàng nào? Sẵn sàng, được chưa? Cái hàm số này các bạn này, cái hàm số này nhá, đây bảo thằng này là cái mấu chốt của vấn đề này, còn mấy câu trên thực ra nó chỉ điều kiện thôi, nó liên quan quá gì cái này. Các bạn chú ý thằng này này, chú ý thằng này cho thầy. Là cái hx của chúng ta đó chính là bằng gì? Bằng f của x cộng 6, f của x cộng 6 trừ cho g của gì? 2x cộng cộng 2 đồng biến với khoảng nào dưới đây? Tức là người ta hỏi khoảng đồng biến nghịch biến đúng không? Người ta hỏi khoảng đồng biến nghịch biến đúng không? Thì cách trẻ trâu tức là chúng ta sẽ thử từng đáp án một vào. Sẽ thử từng đáp án một vào, đúng không? Đấy, đồ thị là dùng mắt, chính xác. Chỉ có bài đồ thị đặc biệt kể cả khó hay không, hầu như là chúng ta dùng bằng mắt hết, chúng ta nhìn, chúng ta quan sát để chúng ta biết được ngay. Được chưa? Vậy các bạn nhớ rằng là nhắc đến từ đồng biến. Đồng biến thì phải làm sao? Đồng biến chắc chắn chúng ta phải tính đạo hàm của thằng này ra. Được chưa? Thầy viết lại đề này, thầy viết lại đề cho các em này. Thầy viết lại đề cho các bạn nhá. Đây. Ok chưa? Nhìn này. Thằng hx của chúng ta ấy nó chính là gì đây? Là bằng f của x cộng 6 đúng không nhỉ? Mà trừ cho g của gì? 2x mà cộng cho 5/2, được chưa? Viết bút đỏ lúc nào cũng đẹp hơn, đúng không? Viết bút đỏ lúc nào cũng đẹp hơn. Và sau khi các bạn nhớ cho thầy cái đồng biến nghịch biến hoặc là từ cực trị động chạm đến những cái từ như thế này thì các bạn bắt buộc phải tính đạo hàm nó ra, tức là tính h phẩy của x này ra nhá. Chúng ta phải tính đạo hàm nó ra bởi vì nó động chạm đến từ đồng biến nghịch biến hoặc là động chạm đến cực trị, chúng ta đều phải tính đạo hàm nó ra, đó là điều hiển nhiên. Và đạo hàm của cái này nó chính là đạo hàm của một tổng, đúng không? Thì bằng tổng các đạo hàm. Đấy, tức là bằng gì? Thằng này là đạo hàm của hàm hợp này, đúng không? Nếu bạn nào chưa biết thì các bạn nhớ cho thầy công thức đạo hàm hàm hợp này. Đó là gì? F của u, đấy, tất cả phẩy thì chính là bằng u phẩy nhân f phẩy phẩy u. Được chưa? Cái này thì công thức đạo hàm thì thầy đã nói cho các bạn đạo hàm của hàm hợp rồi nhé. Đã nói ở rất nhiều buổi hôm trước rồi. Vậy sử dụng công thức đấy thì các bạn nhìn thấy thằng này nó chính là u, thằng này chính là u này. Đạo hàm như sau. Đạo hàm nhé, đạo hàm của tổng thì bằng f của x cộng 6 tất cả phẩy, được chưa? Và trừ cho cái gì? Trừ cho g của 2x cộng 5/2. Đấy, mà tất cả phẩy. Được chưa? Đấy, vậy bây giờ các bạn tính ra thôi, áp dụng công thức thôi. Đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm, hoặc đạo hàm của một hiệu, hiệu thì vẫn là bằng hiệu các đạo hàm. Vậy chúng ta sẽ có đó là bằng x cộng 6 tất cả phẩy, đúng không? X cộng 6 này tất cả phẩy và nhân cho f phẩy của x cộng 6. Được chưa? Đấy. Tương tự trừ cho gì đây? Đạo hàm của thằng này tức là trừ cho 2x cộng cho 5/2 tất cả phẩy và nhân cho g phẩy của 2x mà cộng cho 5/2. Đã hiểu chưa? Đấy, đây là công thức tính đạo hàm, nó không có gì mà là khá là lăn tăn cả. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu rằng là như sau, thằng này đạo hàm thì bằng mấy? Bằng 1 đúng không? Tức là nó chỉ còn lại là f phẩy. Đó, f phẩy của x cộng 6 thôi. Chuẩn chưa? Nó chỉ còn là f phẩy của x cộng 6 thôi đúng không? Và trừ cho đạo hàm thằng này nó chính là trừ cho 2 đúng không? Thằng này đạo hàm bằng 2 mà. Nhân cho g phẩy của gì? 2x cộng 5/2. Đấy, và để nó đồng biến thì chúng ta phải nhớ là thằng này nó phải lớn không? Đó là quy tắc rồi. Đúng không? Bây giờ đăng ký học thì học được cùng các bạn trước luôn được không ạ? Được. Mà các bạn đăng ký học thì hầu như vào group các bạn được xem lại mấy cái video đấy mà. Không sao cả. Tài liệu trong group thì hầu như full hết rồi. Các bạn đăng ký thì đăng ký thôi. Thầy cũng không muốn nói nhiều về cái đấy. Bởi vì có bao nhiêu bạn đăng ký thì các bạn hiểu mà. Đấy, các bạn thấy là trên trang cá nhân của thầy có bao nhiêu bạn chuyển học phí một ngày thì các bạn biết luôn, còn gì nữa. Đúng chưa? Đấy, vậy tương đương với thằng này nó chính là gì? Là f phẩy của x cộng 6 nó chính là lớn hơn 2 lần của g phẩy của 2x cộng 5. Đấy, 5/2. Được chưa? Các bạn nhớ cái thằng đã rút ra cho thầy cái thằng này chưa? Cái thằng này nó chính là cái cuối cùng của nó này, cái chốt hạ cuối cùng. Chúng ta chỉ cần biến đổi đến đây thôi. Điều kiện này là nó cực kỳ đơn giản, được chưa? Bây giờ chúng ta mới dùng bằng mắt này. Thằng này là xong rồi nhá. Thằng này đã xong này.
Đó, xong rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? Xong rồi đúng, hiểu rồi đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng bằng mắt này. Đấy, mắt để chúng ta nhìn. Mắt để chúng ta nhìn, được chưa? F phẩy của x cộng 6 lớn hơn 2 2 lần g phẩy nhá, thằng này là g phẩy này của 2x cộng 5 phần 2. Đúng chưa? Ok, thế thì bây giờ các bạn chú ý cho thầy rằng là bây giờ chúng ta nhìn vào đây này, nhìn vào đồ thị, mặc dù nó hơi bé thật, mặc dù đề hơi bé, bởi vì lúc in ra thì nó sẽ bị bé, nhưng mà các bạn vẫn có thể nhìn được. Các bạn nhìn cho thầy này. Ở đây nó chính là đồ thị của g phẩy x đúng không? G phẩy x, và ở đây nó chính là đồ thị của thằng này. Thằng này là thầy viết bằng bút đỏ nhá. Thầy đôi các bạn thằng bút đỏ này này. Đấy, thằng bút đỏ này này. Nó chính là thằng y bằng f phẩy x đúng không? Y bằng f phẩy x, nhưng mà các bạn quan sát cho thầy là đây là cái chốt hạ của chúng ta. Và đồ thị của thằng đồ thị người ta cho là f phẩy x, còn cái người ta đang hỏi đó chính là f phẩy của x cộng 6 và g phẩy của 2 cộng 5, thì bản chất của vấn đề là gì? Bản chất của vấn đề là đồ thị của nó là giống nhau y xì nhau luôn. Đấy, nó không có gì khác nhau bởi vì bản chất của nó là đồ thị của hàm hợp mà, nó có khác gì so với đồ thị của f phẩy x đâu. Về hình dạng là không thay đổi, nhưng mà nó chỉ khác nhau ở chỗ là kích thước thôi. Đấy, nó chỉ co đi hoặc co ra hoặc giãn vào thôi. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Tức là chúng ta quan sát xem là thằng này nó tương tự, nó giống như kiểu là thằng f phẩy của x nó lớn hơn 2 lần g phẩy của x vậy. Đấy, nó giống y xì như kiểu dạng này. Và chúng ta chỉ có nhìn thẳng vào đồ thị xem là thằng này là lớn hơn 2 lần của thằng này ở trong trường hợp nào, trong khoảng nào. Thì bạn quan sát vào mắt này. Các bạn nhìn thấy này. Ở đây đúng không? Chúng ta nhìn thấy là thằng này nó chính là đồ thị của gì? Của g phẩy x. Đồ thị g phẩy x thì chúng ta thấy là trên ngoài khoảng này đã lớn hơn, chứng tỏ là nó phải nằm trên đúng không? Điều kiện của f phẩy x nó lớn hơn 2 lần g phẩy x thì nó phải nằm trên cái đã. Đấy, nó phải nằm trên đã, tức là nó phải nằm trên nhau. Các bạn nhìn thấy này, thằng này này, đây chính là đồ thị của gì? Của f phẩy x đúng không? Nó nằm trên cái đồ thị của g phẩy x là nằm đây đúng không? Nhưng mà phải lớn hơn 2 lần cơ. Lớn hơn chưa đủ mà phải lớn hơn 2 lần. Lớn hơn 2 lần thì chúng ta nhìn vào cho thầy là chúng ta nhìn thấy là trong khoảng từ 3 này, thằng này là x bằng 3, thằng này bằng 8 này, tức là đồ thị của nó chạy từ đây đấy các bạn này. Đấy, đến đây. Thằng này, thằng thầy vừa tô bút đỏ đấy. Trong khoảng này đúng cái phần mà thầy vừa tô bút đỏ đó chính là cái phần mà thằng f phẩy x nó lớn hơn 2 lần của g phẩy x. Đấy, nó lớn hơn hẳn 2 lần luôn nhá. Vì sao lại biết? Bởi vì các bạn nhìn thấy này, chúng ta gióng xuống đi. Với x chỗ này là bằng mấy? X chỗ này bằng 3 nhá. X chỗ này bằng 3 các bạn này. X bằng 3 các bạn gióng lên thì thằng này nó chỉ là chưa đến 4 đúng không? Thằng này y của thằng thằng g phẩy x của chúng ta là chưa đến 4 đúng không? Nhưng mà gióng lên trên này thì nó đến tận 10 cơ. Tức là 10 có lớn hơn 4 không? 10 lớn chắc chắn lớn hơn 2 nhân 4 rồi. Đấy, 10 chắc chắn lớn hơn 2 nhân 4 rồi đúng không? Được chưa? Tức là trong khoảng từ 3 chạy cho đến 8, thằng này các bạn nhìn 8 này. Đấy, các bạn nhìn thấy thằng 8 này này. Đây là 8 này. Khoảng từ 3 cho đến 8 thì thỏa mãn là thằng f phẩy x nó lớn hơn 2 lần g phẩy của x, tức là chúng ta nhìn vào đồ thị chúng ta sẽ thấy ngay là nó như thế nào. Được chưa? Còn tại x bằng 8 các bạn nhìn thấy tại x bằng 8 thì chúng ta thấy rằng là cái nó là bằng bao nhiêu đây? Cái của thằng g phẩy x là bằng bằng 5, nhưng mà lên đây thì nó chắc chắn là thằng thằng f phẩy x nó sẽ là lớn hơn 10 rồi cơ. Các bạn gióng lên đi, gióng lên cùng một x ấy. Đúng không? Thì nó sẽ lớn hơn tận 10 rồi cơ. Đấy, vậy chúng ta sẽ phải hiểu cho thầy một cái điều rằng là để cho thằng này thỏa mãn thì bây giờ những cái gì có x thì chúng ta thay bằng x cộng 6 và 2x cộng 5 thôi. Vậy tương đương với gì? Tương đương với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó chính là gì? Đó là x cộng 6 của chúng ta nó sẽ phải lớn hơn 3 và nó nhỏ hơn 8, được chưa? Và một cái đó là 2x cộng 5 phần 2 của chúng ta nó phải nhỏ lớn hơn 3 và nó nhỏ hơn 8. Đấy, tức là chốt hạ lại là trong khoảng từ x bằng x chạy trong khoảng từ gì? Từ 3 cho đến 8 thì nó thỏa mãn điều kiện này. Đấy. Được chưa? Trong khoảng từ 3 cho đến 8 thì nó sẽ thỏa mãn điều kiện đó là thằng f phẩy x nó lớn hơn đây là lớn hơn 2 lần của g phẩy x. Đấy, được chưa? Lớn hơn nhưng mà phải lớn hơn đúng 2 lần của g phẩy x thì x của chúng ta chỉ có chạy trong khoảng từ 3 đến 8 thôi. Đúng không? X chạy trong khoảng từ 3 đến 8 mà đây là hàm hợp thì các bạn chỉ cần có x thì các bạn thay bằng thằng x cộng 6 thôi. Đấy, tức là chúng ta có x cộng 6 nó sẽ chạy trong vòng từ 3 đến 8, 2x cộng 5 của chúng ta cũng chạy trong khoảng từ 3 cho đến 8. Được chưa? Và cái này thì các bạn giải tương tự ra cho các bạn nhá. Các bạn giải nhanh cho thầy này. X của chúng ta chắc chắn là nó nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn 2 đúng không? Thằng này là x nó lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn trừ 3 đúng không nhỉ? Đấy, lớn hơn trừ 3 và nó nhỏ hơn 2. Tương tự, chỗ này chúng ta có là 2x nó sẽ gì nhỉ? 2x của chúng ta đó chính là gì? 2x của chúng ta đó chính là 3 mà trừ cho 5 phần 2 là bằng mấy nhỉ? 6. 6 phần 2 trừ 5 phần 2 là 1 phần 2 đúng không các em nhỉ? Đúng không? Xin lỗi, 3 là bằng 6
3 là bằng 6 phần 2 đúng không? 6 phần 2 trừ là bằng 1 phần 2. Và chỗ này là bằng bao nhiêu? 16, 16 trừ cho là bằng 11 phần 2 đúng không các em nhỉ? 11 phần 2 đúng không? Và từ đây thì các bạn giải bình thường thôi. Đấy, chỉ có nhìn bằng mắt, từ đây biến đổi đến đây rất dễ thôi. Và đến đây chúng ta chỉ có nhận xét thôi. X của chúng ta là chạy trong khoảng từ trừ 3 cho đến 2 là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là gì? X của chúng ta nó lớn hơn 1 phần 4 và nó nhỏ hơn 11 phần 11 phần 4 đúng không? Kết hợp dấu này là dấu và, tức là chúng ta lấy cái chung. Lấy cái chung tức là chúng ta sẽ chọn là x nó sẽ chạy trong khoảng từ 1 phần 4 cho đến 2. Được chưa? 1 phần 4 cho đến 2. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là gì các bạn nhỉ? 1 phần 4 cho đến 2 đúng không các em nhỉ? Đáp án đâu là nhỉ? 1 phần 4 cho đến 1 hay đến 2? Các bạn thử xem lại thời xem 1 phần 4 cho đến 1 hay đến 2 nhỉ? Một phần tư cho đến hai, được chưa? Đáp án của chúng ta là 1/4 cho đến 2. Các bạn sửa lại thầy, thằng này là 2 nhá. Thằng này là đáp án 2 nhá. Các bạn sửa lại thầy, đó là đáp án 2. Thằng này là số 2 không phải số 1 đâu. Đánh máy nhầm một tí thôi nhá. Ok chưa? Các bạn nào chưa hiểu chỗ nào, các bạn chưa hiểu chỗ nào thì bây giờ các bạn sẽ xem lại cho thầy câu số 42. Thầy sẽ giảng cho các bạn một lần nữa câu số 42 này, các bạn ngấm được luôn này. Đến 2 đúng rồi, đến 2 nhá. Đến 2 thì nó chính là đáp án B nhá. Đáp án B đối với đề này đánh sai. Trong trong đáp án của chúng ta vẫn là số 2 nhá. Trong đáp án thì vẫn là số 2. B vẫn đúng mà, đáp án chính xác của nó đó chính là đáp án B. Đấy. Đúng không? B vẫn đúng, bởi vì thực ra thì 1/4 đến 1 thì chắc chắn nó nằm trong khoảng từ 1/4 đến 2, tức là đáp án B này chắc chắn là đúng rồi. Có gì đâu mà thắc mắc, đúng không? Kể cả số 1 thay số 2 thì nó vẫn đúng, không có vấn đề gì cả. Được chưa? Thầy sẽ nói lại cho bạn khoảng 3 đến 8 đi ạ. Được rồi, ok. Thầy sẽ nói lại cho bạn chỗ đồ thị này. Ok, nói lại nhá, nói lại này. Nói lại chỗ đồ thị bằng cách là câu số 42. Bởi vì câu số 42 nó giống giống như y xì như ở câu số 41, tức là vẫn phải dùng bằng mắt để nhìn. Mắt để nhìn xem là thằng nào nó khoảng khoảng x chạy bao nhiêu thì bao nhiêu, để cho thằng f phẩy x nó lớn hơn 2 lần g phẩy x là được thôi. Ok. Ok chưa? Đến 1 thì cũng được, chính xác đến 1 cũng được, không có vấn đề gì cả đúng không? Bởi vì bản chất của chúng ta vừa tính xong là nó đến 2 cơ. Đúng không nhỉ? Ok. Tiếp tục là câu số 42, bạn nào chưa hiểu chỗ nào chúng ta sẽ nhìn cho thầy câu số 42 này, các bạn sẽ hiểu ngay nhá. Câu số 42 là người ta cũng cho các bạn đồ thị như này này. Đấy, người ta cũng sẽ cho các bạn một đồ thị nó như thế. Được chưa? Bây giờ người ta cũng sẽ hỏi rằng là đồng biến thì khoảng nào đúng không? Thằng này vẫn hỏi là đồng biến thì khoảng nào đúng không? Thì cách làm thì nó vẫn tương tự như ở trên thôi. Khi mà ở trên thầy đã giảng chi tiết rồi thì câu số 42 này thì thầy sẽ giảng nhanh hơn một tí nhá. Khá là thú vị. Ok, nào các bạn tính nào. Nhắc đến từ đồng biến thì chúng ta phải tính y phẩy ra đúng không? Chúng ta có h phẩy của x nè. H phẩy của x thì đương nhiên chúng ta tính nhanh như thầy nào, là nó chính là bằng x cộng 3 đúng không? Tất cả phẩy và nhân cho f phẩy của x cộng 3, được chưa? Đây là đạo hàm của hàm hợp rồi. Tương tự trừ chỗ này trừ cho gì? Trừ cho 2 gì nhỉ? 2x trừ cho 7/2 tất cả phẩy và nhân cho gì? F phẩy của 2x mà trừ cho 7/2. Đấy. Được chưa? Đó, đây là đạo hàm của hàm hợp mà. Đây, vậy bây giờ chúng ta phải hiểu là thằng này phá ra đạo hàm của x cộng 3 mấy thì chắc chắn là bằng 1 đúng không? Vậy cái này nó chính là bằng f phẩy của x cộng 3. Đấy. Đúng chưa? F phẩy của x cộng 3 nó sẽ trừ cho 2 lần gì? F phẩy của 2x trừ cho 7/2 thì chắc chắn nó bảo đồng biến thì nó lớn hơn không thôi, đúng không? Lớn hơn không ở đây thì các bạn sẽ hiểu rằng là cái đương nhiên chúng ta chuyển vế đổi dấu rồi. F phẩy của x cộng 3 đấy, nó sẽ lớn hơn 2 lần f phẩy của 2x trừ cho 7/2. Được chưa? Đấy, đây là cái chốt hạ của chúng ta, thằng này này, thằng này là chính là chốt hạ này. Nó tương tự giống như nếu nhìn đồ thị chúng ta phải nhìn xem là thằng nào là f phẩy của x nó sẽ lớn hơn 2 lần g phẩy, thằng này g phẩy nhá. G phẩy. Đấy. G phẩy của x. Đấy, chúng ta quan sát đồ thị, thằng này giống nhau về bản chất. Thằng này và thằng này giống nhau về bản chất. Có thằng này nó bản chất nó chính là gì? Là hàm hợp của thằng này thôi. Thằng này cũng là hàm hợp của thằng này thôi. Đấy, được chưa? Và đến đây chúng ta nhìn vào đồ thị này, các bạn nhìn vào đồ thị xem là trong khoảng x chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu để cho đồ thị f(x) lớn hơn 2 lần g phẩy của x. Đúng không? Thì các bạn nhìn thấy đồ thị này, các bạn nhìn thấy này. Thằng này các bạn gióng lên đi. Đây là đồ thị, các bạn nhìn thấy chắc chắn là nó vẫn chạy trong khoảng từ 3 đến 8 rồi, các bạn nhìn thấy này. Nếu như x chỗ này số 3 đúng không? Chỗ này số 8 đúng không? Đấy, các bạn gióng lên nhá. Cũng là x bằng 3, với x bằng 3. Đấy, thì các bạn suy ra thì là thằng f(x) bằng bao nhiêu? Và g phẩy bằng bao nhiêu? Đấy, các bạn thử xem thầy nhá. Các bạn thử suy ra này, với x bằng 3 các bạn gióng lên đây này. Gióng lên đây thì chúng ta thấy rằng là thằng này đồ thị của nó chính là gì đây?
Thằng này nó chính là g phẩy x đúng không? G phẩy x là nó chính là nét đậm này này, đúng không? Thì các bạn nhìn thấy gióng lên, gióng x bằng 3 lên thì y của nó bằng mấy đây? Y của nó chưa đến 4, đúng không? Y của nó chưa đến 4, tức là g phẩy x của nó là nó xấp xỉ mấy? Xấp xỉ 4. Đúng không? Đấy, với x bằng 3 thì các bạn gióng lên là g phẩy x là xấp xỉ 4. Tương tự, với x bằng 3 các bạn gióng lên đây thì y phẩy của nó bằng mấy đây? F phẩy của nó bằng bằng tận 10 cơ, thằng này bằng 10 cơ. Tức là đã thỏa mãn cái điều kiện là f phẩy của x nó lớn hơn 2 lần cái g phẩy của x chưa? Với x bằng 3 chưa? À, là rồi đúng không? Đấy, là quá rồi còn gì nữa? Đúng chưa? Đấy, chắc chắn rồi đúng không? Tiếp tục. Tiếp tục này. Đó là các bạn xem x bằng 8 đi. Với x bằng 8 các bạn cho x bằng 8 này. X bằng 8 thì các bạn sẽ suy ra thầy là g phẩy x nó bằng bao nhiêu và f phẩy của x bằng bao nhiêu với x bằng 8 như thế này. Đấy. Đúng không? G phẩy x các bạn dòng này, chỗ này x bằng 8 các bạn dòng lên chúng ta sẽ thấy là g phẩy x của nó bằng mấy? Bằng 5 trọn vẹn luôn đúng không? Đấy, bằng 5 trọn vẹn luôn các bạn nhìn thấy không? Đấy, g phẩy x là nó chính là g phẩy x của chúng ta đó chính là cái nét đậm đậm này này nhá. Đấy, thì nó đúng bằng 5 luôn. Còn cái f phẩy x thì bạn dòng lên này, f phẩy x chúng ta thấy rằng là nó này dòng lên này. Đấy, thì chúng ta thấy là bằng bao nhiêu đây? Nó chắc chắn là lớn hơn 10 đúng không? 10 nó nằm đây cơ mà. X y bằng 10 nó nằm đây mà. Thì thằng này nó phải lớn hơn 10 đúng không? Lớn hơn 10 thì suy ra thằng này nó sẽ phải lớn hơn 10. Đấy, vậy lớn 10 đã đảm bảo rằng là f phẩy x nó lớn hơn 2 lần của g phẩy x chưa? Rồi đúng không? Đấy, vậy chứng tỏ rằng là gì? F phẩy của x mà lớn hơn 2 lần g phẩy của x ấy, thì chứng tỏ rằng là x của chúng ta nó chỉ có chạy trong khoảng từ 3 cho đến 8 thôi. Đấy, nó chỉ có chạy trong khoảng từ 3 đến 8 thôi. Đó là cái khoảng mà gọi là khoảng tốt đẹp nhất. Ngoài cái khoảng rìa này ra thì vẫn còn có các khoảng khác nữa, nhưng khoảng này là khoảng chính xác nhất rồi, mà khoảng gọi là khoảng con mất nhất rồi. Và từ cái khoảng này thì chúng ta sẽ khai thác xem vào đây. Đấy, đó chính là x cộng 3 của chúng ta, chắc chắn là x cộng 3 của chúng ta là nó vẫn sẽ kẹp giữa cái 3 và 8, được chưa? Và sau đó thì 2x trừ 7 phần 2 của chúng ta vẫn kẹp giữa từ 3 cho đến 8. Ok chưa? Đấy, sau đó thì các bạn thay x mà. Nhiều bạn hỏi là tại sao là x cộng 3, bởi vì hàm hợp thì bây giờ phải thay hết tất cả mà. Thay chỗ nào có x thì các bạn thay bằng x cộng 3, chỗ nào có x thì các bạn thay bằng 2x trừ 7 phần 2. Và hai cái này là phải dấu và, tức là đồng thời. Đúng chưa? Đồng thời. Thì bây giờ các bạn giải cái này ra đơn giản thôi. Đó là x nó sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn 0 đúng không? Thằng này lớn hơn 0 này. Và nó nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 5. Đủ chưa? Thằng này các bạn tương tự cho thầy là 2x của chúng ta nó sẽ lớn hơn mấy nhỉ? Chỗ này là 3 là 6, 13 phần 2 cho đến mấy? Cho đến 8, 8 là 16 cộng 7 là bằng 23 phần 2, chuẩn chưa? Đấy, suy ra là x của chúng ta tương đương với x nó lớn hơn 0, nó nhỏ hơn 5 đúng không? Và x của chúng ta nó lớn hơn bao nhiêu nhỉ? 13 phần 4 cho đến mấy nhỉ? 23 phần 4, được chưa? Đấy, kết hợp hai điều kiện này lại thì chúng ta thấy rằng là x của chúng ta nó chạy trong khoảng từ mấy nhỉ? 43 là bằng 12 mất rồi đúng không? Tức là 13 phần 4 cho đến đến mấy nhỉ? 5 đúng không? Đến 5 đấy. Đúng không? 13 phần 4 cho đến 5, tức là chúng ta sẽ tìm ra cái khoảng chốt hạ của nó là nó như thế này. Đó gọi là dùng bằng mắt thường chúng ta quan sát xem là cái mấu chốt của vấn đề là trong khoảng x bằng bao nhiêu thì cái f phẩy của x, đồ thị f phẩy x nó sẽ lớn hơn 2 lần g phẩy x là được. Chuẩn chưa? Và kết quả của chúng ta là 13 phần 4 cho đến 5 thì hàm số này nó sẽ là đồng biến. Đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy là trong bây giờ các bạn sẽ so sánh đáp án thôi, đúng không nhỉ? 13 phần 4 cho đến 5 thì chứng tỏ là đáp án gì nhỉ? Là đáp án A đúng không? 13 phần 4 cho đến 5 thì chứng tỏ là 13 phần 4 cho đến 4 thì vẫn được thôi. Đúng không? 13 phần 4 cho đến 4 là được thôi. Ok chưa? Không chia thêm 2 nữa thầy ơi. Cần gì phải chia thêm 2 đúng không? Câu số 42 đó chắc chắn là nó là đáp án A. Ok chưa? Câu số 42 này này, nó chắc chắn là đáp án A. Và tương tự như thế, câu số 43 và câu số 44 thì nó vẫn hoàn toàn tương tự. Ok chưa? Đấy. Những câu như thế này thì về nhà các bạn tự làm nhá. Thầy nghĩ rằng là sau đó thì thầy sẽ gửi đáp án chi tiết cho các bạn. Sai rồi thầy ơi, sai ở chỗ nào nhỉ? Không sai được, làm sao sai được? Ok chưa? Rồi, hôm nay thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá. Thầy sẽ gửi cho file PDF cho các bạn thôi. Bạn nào chưa share vào về tường cá nhân hoặc là share vào 5 group học tập thì bạn share đi. Sau đó thì sẽ đăng ký link ở trên thì thầy sẽ gửi cho bạn nhá. Ok, thông não thật. Ok, cảm ơn các em nhá. Đấy, là chúng ta đã kết thúc cái phần hàm số đề thi. Hôm sau thì chúng ta sẽ làm cho các thầy sẽ làm cho các bạn về cái phần mũ loga nhá. Ok, được chưa?
Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Ok, chào tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Toàn bài những bài là bài hay mà. 3 bài các bạn nhá, 3 bài các bạn. Tối ngày mai thì chúng ta sẽ học trong group VIP, đó là chuyên đề về Loga rồi nhá. Ngày mai sẽ học về chuyên đề Loga. Bạn nào mà chưa đăng ký khóa livestream VIP thì các bạn đăng ký đi nhá. Ok, chúc các bạn ngủ ngon nhá.